Chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Alo, xin chào một thính giả gọi đến từ Hà Nội ạ. Vâng, anh chào anh. Bạn có nghe rõ Thành Văn đang nói với bạn không? Em có. Câu hỏi của bạn là gì? Em có câu hỏi về vấn đề gia đình ạ. Bạn trình bày đi, các chuyên gia của chúng tôi đang nghe đây. Ý là trong gia đình em thì em với mẹ chồng em thì hay kiểu mâu thuẫn, kiểu là lời nói với nhau ạ. Cụ thể cái mâu Mà, thuẫn đó là vâng như thế ạ. nào? Ý là trong gia đình thì mẹ chồng em thì lúc nào như kiểu cũng phải theo ý của bà ấy ạ. Con em nó bị ốm ạ. Bởi vì em bảo là đi cho đi viện khám. Thì mẹ chồng em lúc đầu có bảo là không quan, như kiểu là không quan trọng không sao ấy. Vâng ạ. Thế nhưng mà đến lúc chồng em lên thì lại bảo là đưa cháu đi khám chứ nó thế không được ạ. Thế mẹ chồng của bạn thì bao nhiêu tuổi rồi? 54 ạ. 54 tuổi, cũng không phải là chênh lệch chế cái thế hệ nhau quá nhiều đúng không? Tức là Vâng. hơn bạn có hơn 20 tuổi thôi đúng không? Khoảng 20 Dạ. tuổi. Bạn có nghe thấy tôi nói rõ không? Dạ em có. Rồi. Thế thì làm thế nào mà để giảm thiểu những cái mâu thuẫn trong gia đình giữa nhất là mẹ chồng và nàng dâu thì anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng ạ. Rồi, xin chào em. Hà Nội hả em? Vâng ạ, em chào Mình anh Hà ạ. Nội. Thế hai vợ chồng với lại bé nhà mình là ở với chung với ông bà nội hay là ở cạnh hay ở gần? Dạ trước kia thì là ở cùng, bây giờ thì em cho con lên Hà Nội học nên là chỉ có em với mẹ chồng em với lại hai cháu rồi. Bây giờ là mình không ở chung với mẹ chồng đúng không? Dạ em có ở chung với mẹ chồng nhưng không ở chung với chồng, chồng ở quê. Không ở chung với chồng á? Ý là chồng em ở quê còn em với mẹ chồng với lại hai cháu ở lên Hà Nội ạ. À, tức là mình làm việc ở Hà Nội, mình sinh con ở Hà Nội và mình đưa bà nội lên để chăm con đúng không? Dạ vâng ạ. Còn chồng mình thì lại vẫn ở quê. Ôi hay Dạ thế. vâng. Nghe rất là Dạ không, lạ ý là đấy. em chỉ lên tạm thời thôi ạ. Rồi, tạm thời là sao? Tạm thời là em cho con em lên đi học một thời gian ấy, cháu nó bị chậm nói ấy. À rồi, con nhà mình có vấn đề khó khăn về tâm lý đúng không? Chậm phát Vâng triển ạ. trí tuệ hay là chậm nói gì đó, cần phải là đi học cá nhân, cần can thiệp sớm đúng không? Dạ vâng ạ. Mà mình thì lại phải không phải lúc nào cũng ôm con được, cũng vẫn phải đi làm hay là đi kiếm thêm tiền và thuê nhà Dạ. trọ đúng không? Dạ vâng ạ. Thế và bà nội lên là để đỡ cho mình trong lúc mình đi làm thì bà trông con cho mình. Dạ. Thật ra hoàn cảnh rất là đặc biệt. Nhưng mà Dạ mình vâng ạ. cũng phải xác định đây là hoàn cảnh tạm thời, nó không phải là mãi mãi, đúng không? Dạ vâng ạ. Và em phải nhớ một câu như thế này này, người ta nói là qua sông phải lụy đò. Mình đang nhờ Dạ. mẹ đấy, đáng lẽ mẹ 54 tuổi, mẹ còn trẻ lắm, mẹ ở nhà vẫn còn đi làm được, mẹ còn kiếm ra tiền hoặc là mẹ cũng chạy đây chạy đó. Tưởng tượng một, không gọi là bà già được, một người phụ nữ Dạ. 54 là trông còn trẻ trung lắm, đúng không? Thế Dạ mà vâng. vì con vì cháu mà phải bỏ ở mà quê hương đất rộng người thưa thanh bình thư thái để ra Hà Nội ở một gian nhà trọ, thật ra cũng đã là rất thương con thương cháu rồi. Mình ghi nhận Dạ điều vâng đó ạ. đi. Mình có bao giờ mình nói với bà thế không? Ôi may quá, không có bà thì một mình con chả biết xoay sở thế nào. Thôi thế thì Dạ đúng là cái đấy thì là em có biết, với lại em cũng nói như thế là mẹ em hay nói nhiều, với lại bà cứ gì ý bà ấy, nhiều khi là cũng em cũng đi làm với lại hai đứa thế nhiều khi cũng nhiều cũng áp lực ấy ạ. Vâng thì là lời ra tiếng vào thôi, nhưng mà ý là em có nói chuyện với chồng thì chồng bảo là mẹ con nói sai thì cũng phải nghe đấy. Em nhiều khi em cũng bảo là nhưng mà nhiều khi con cái như vậy thì mình cũng phải có chính kiến của mình, không may con nó làm sao thì đến lúc mẹ thế nọ thế kia. thật ra thế này để các không chỉ mẹ chồng em đâu, rất nhiều mẹ chồng các bà nội đấy khi mà ở cùng với con trai con dâu mà chăm sóc cháu thì thường là quan tâm và can thiệp vào cái việc là sao lại cho nó uống sữa Mỹ làm gì, ngày xưa tao nuôi bố nó chỉ cần ăn cháo gạo quê xay với đậu xanh cho tí đường tí mắm cũng lớn bằng sào bằng gậy cũng làm tiến sĩ đàng hoàng đúng không? Bây giờ thì lắm chuyện tiền đã ít lại còn cứ sĩ diện. Thôi này, các bà nói ở góc độ các bà cũng đúng mà. Mình cứ vâng ạ, con cũng cũng xem xét con điều chỉnh lại.
Mình chỉ cần giải thích thôi, thực ra mình cứ muốn nó giải thích để hiểu rõ, nhưng các bà thì quy rằng là ở đấy nó cãi, nói một câu nó cãi một câu. Thế sao Vâng, mình đúng không biết, cứ đồng ý đi, cứ đồng ý ở gọi người ta gọi là ở miệng ấy. Vâng ạ, ví dụ như nói rằng là cho nó uống thuốc nọ thứ kia, vâng để tí nữa con chạy đây kia con mua thuốc nọ thứ kia, nhưng mình là người hiểu biết hơn, thôi cái này không phải thuốc, mình quen rồi, bệnh của nó là dịp này là thay đổi thời tiết, nó ho thường xuyên ấy mà, việc gì phải lúc nào cũng thuốc đấy, tức là ví dụ như vậy. vâng. Đấy là một cách ứng xử, không phải lúc nào cũng cần phải giải thích, bởi vì không phải là bà không hiểu biết, mà bà đang muốn khẳng định rằng là bà có vị trí vai trò, mà cái việc phản ứng của mình thể hiện đấy, nó còn nhờ mình mà nói một câu nó cãi một câu, thế thì không biết là mai kia mà già rồi ngồi đấy mà nhờ nó thì chắc là nó còn thế nào nữa. Vì vậy ở đây hãy nhớ mình đang phải nhờ thì hãy nhún, tiếng Việt có một từ rất hay mà em hãy lưu tâm, nhún nhảy, mình muốn nhảy cao thì phải nhún sâu. Việc của mình là được gì ạ? Có người trông đỡ con cho để đi làm có tiền để rồi đóng học cho con để gọi là chữa bệnh hay là can thiệp cho con trong cái chuyện khó khăn. Thế thì nó nhiều áp lực rồi. Về đến nhà cứ cười, cứ tươi, cứ khen bà, cứ động viên, thỉnh thoảng nói hôm nay con được nghỉ, bà có thể đi ra chỗ công viên hay đi ra chợ chơi lang thang cho đỡ nó cuồng chân. Hôm nay con ở nhà con trông cháu, để thể hiện rằng mình luôn luôn ghi nhận là bà vất vả vì con vì cháu nhá. Dạ vâng Cái ạ. này không quá khó khăn đâu mà, không những Không, lúc nhưng mà nào ý cũng em vậy. muốn hỏi là bây giờ chồng em bảo là bà nói sai thì cũng nghe, thì bây giờ em ý là cứ nghe bà rồi. Không phải cái nghe với lại cái làm theo nó khác nhau. Dạ Vâng vâng. ạ, vâng ạ, vâng con cảm ơn mẹ. Vâng, mẹ góp ý như thế. Thế với cái việc là bà bảo là cho nó uống thuốc đi, thế là đi mua thuốc cho uống, bảo đừng cho uống sữa nữa là cũng ngừng uống sữa. Rõ ràng hai cái khác nhau đúng không? Mình đây là mình không phản đối cái việc bà góp ý, còn cái việc tôi nghe theo đến đâu thì để là cái chuyện khác. Thế còn chồng em thì để cứ nói rằng là bà nói sai cũng phải nghe, cái đấy thì khó lắm. Thế nhưng mà đặc biệt là mong muốn rằng chồng cũng ghi nhận, anh biết rồi, ở với mẹ khó tính thế nào anh biết rồi, thôi chỉ một thời gian nữa cố gắng rồi 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 thỉnh thoảng là với điều kiện là bà có thể về, lấy lý do là bà ở mãi trên này cũng mỏi để cho bố nó lên thay, bố buổi sáng thì chạy Grab xe ôm gì đó để thì mình ở nhà cho đưa con đi học, buổi chiều thì mình bán xôi bán bánh mì, bố nó ở nhà trông con, vợ chồng cố gắng sao thu xếp để lôi kéo bố nó, tức là ông xã nhà mình đấy, vào cái việc chăm sóc chia sẻ với vợ trong cái việc mà cho con học hành thì cũng tốt hơn nhé. Ngồi trong phòng thu của chúng tôi ngày hôm nay thì còn có bác sĩ Hoàng Thúy Hải, chị cũng đang là một bà mẹ chồng. Không biết là với những cái tình huống như thế này thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải có cái cách gì để giải quyết khỏi mâu thuẫn không ạ? Tôi hoàn toàn nhất trí với những giải pháp mà và những cái ý kiến mà anh Đoàn đã trao đổi với cả bạn dâu đến từ Hà Nội. Vâng. Thực ra thì những người tôi cũng xem tuổi như là mẹ chồng bạn ấy. Tất nhiên là tôi thì cũng có hơn một chút, tức là tôi không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của các con. Dạ Tuy vâng. nhiên thì chúng tôi thật sự là chúng tôi rất muốn được tôn trọng, Vâng. và chúng tôi cũng muốn được các bạn ý biết tới cái công sức của chúng tôi khi mà chúng tôi cùng với bạn ý để chăm con chăm cháu của mình. Và rất là đơn giản thôi, nó cũng không quá khó khăn, không quá cầu kỳ, chỉ cần bạn hãy coi chúng tôi như là, thôi tạm gọi là bạn cũng được, bất kể một vấn đề gì, từ vấn đề chăm con, vấn đề khó khăn trong cuộc sống, hãy nói với chúng tôi trước: Vâng. mẹ mẹ hôm nay con thấy thằng cu nó lại bị sổ mũi nhiều mẹ, hay nó ho, thì không biết bây giờ mình cho nó đi khám hay là mua thuốc cho nó uống mẹ nhỉ. Ví Vâng. dụ như vậy. Còn việc bạn đưa con đi khám hay là mua thuốc cho con thì phải theo chỉ định của bác sĩ, cũng như là phải làm tất cả những cái gì có tốt nhất cho con mình. Nhưng khi tôi là mẹ chồng, tôi được bạn hỏi như thế, tôi rất là thích. Vâng, và những cái cách giải quyết của bạn, nhiều khi tôi cũng phải xem lại là không biết là mình nói như thế có đúng không, hay là trước đây mình bảo nó là không cần phải đi khám đâu, mày cứ ra mua thuốc cho nó. Thế nhưng mà bây giờ thực tế thì cái điều đó nó lại là sai rồi. Thì Vâng. chính tôi cũng phải xem xét lại những cái suy nghĩ, những cái ứng xử của tôi đối với con dâu, Dạ vâng. và hy vọng là nếu như cả hai đều chân tình với nhau, mình đều hướng về nhau, thì tôi nghĩ cái mối quan hệ nó sẽ được cải thiện tốt ạ.
Dạ vâng. Quý vị thính giả và các bạn thân mến, hy vọng là qua cái chia sẻ vừa rồi của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn cũng như bác sĩ Hoàng Thúy Hải thì bạn gái trẻ ở Hà Nội đã nghe rõ và sẽ điều chỉnh cái cách ứng xử của mình làm thế nào để cái môi trường trong gia đình thật sự hòa thuận và hạnh phúc. Còn bây giờ thì chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi sẽ tiếp tục bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hà Nam. Alo, xin chào thính giả gọi đến từ Hà Nam. Hello. Tôi đang nghe bạn nói đây. Chị em anh cho hỏi hỏi đây. Sao là mỗi lần quan hệ, sao nó không được em nhỉ? Mỗi lần quan hệ thì làm sao? Mỗi lần quan hệ là sao mà không quan hệ được ấy? Không quan hệ được là do làm sao? Là những sinh lý đấy anh. Vâng. Tức là cái của bạn nó không thể lên được á? Vâng ạ. 40 tuổi, đã có vợ chưa? Mà có rồi, mất 2 năm rồi. Có vợ được 2 năm rồi. Và vâng. Có em bé chưa? Có rồi. Có vâng. Rồi. Thế sao bảo không lên được cơ mà? Mà sao không vẫn lên có? Được, nhưng mà không lên được, nhưng mà giờ mấy năm nay nó bị hỏng anh ạ. Không lên được. Trong 24 giờ thì có giờ nào nó lên được không? Không có anh ạ. Vâng. Nó xỉu luôn cả ngày lẫn đêm. Vâng. Đã đi khám ở đâu chưa? Em chưa. Chưa đi khám ở đâu cả. Và gọi đến vâng. Chương trình Cửa sổ tình yêu là địa chỉ đầu tiên mà bạn tin tưởng, đúng không? Vâng. Vâng, không biết là cái chuyện mà 40 tuổi mà đã có biểu hiện như bạn trai vừa rồi kể thì hình như là liệt đúng không ạ? Liệt dương đúng không ạ? Vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ giúp bạn nhé. Vâng. Tôi chào bạn. Chào chị. Em ơi, thế 2 năm rồi mà không ý kiến gì, không đi khám, không tham khảo gì hết hả em? Không này chị ạ. Vâng, bây giờ em yếu quá là không đi được, chân tay em què không đi được. À, tức là em bị sao ạ? Em bị bẩm sinh chị bé mà. Vâng. Em bị sao ạ? Bẩm sinh là không đi được, không đi khám được chị ạ. Vâng. Thế ạ. Chân tay thì khó bảo. Vâng. Thế hiện nay là em chỉ nằm một chỗ và phải có sự giúp đỡ của người khác à? Dạ vâng. Em di chuyển bằng gì? Bằng xe lăn à? Lăn à? Xe lăn hả? Ừ. Ừ, ơn trời vâng. Thế mà vẫn lấy được vợ và vẫn có con à em? Vâng vâng. Chị cũng rất là chia sẻ với em và thật sự là cảm kích người phụ nữ nào mà đã đồng hành với em trong suốt cái thời gian vừa rồi. Tuy nhiên thì bây giờ thì trường hợp của em thì thật sự là nó cũng rất là khó. Bởi vì là một cái người mà 40 tuổi nếu như là người bình thường thì đang ở cái giai đoạn mà hoạt động của cơ quan sinh dục nó cũng khá là nhiều và mạnh ạ. Thế nhưng mà trên nền một cái người em bị bẩm sinh là bị dị tật bẩm sinh hay là sau tai nạn hay là sau một cái vấn đề gì ạ em? Nó sau một tai nạn mà tai nạn nó bẩm sinh như thế chị ạ. Tức là sinh ra nó đã yếu như thế rồi. Vâng, vâng. Thế hả? Ừ. Bây giờ hiện nay thì các tình trạng chi của em nó như thế nào? Không bình thường mà. Không đi khám cho nên là cũng không biết là em có mắc thêm những cái bệnh mãn tính gì nữa không đúng không? Vâng, vâng. Trong trường hợp như của em thì chị nghĩ chắc chắn là mình không ngại được nữa và em phải có sự thăm khám cũng như là tư vấn của bên chuyên môn y tế. Bởi vì là cũng không rõ là do mình bị bệnh gì từ hồi bé, có thể nó liên quan tới ví dụ như là tủy sống chẳng hạn, hay là liên quan tới thần kinh, hay là liên quan những cái bệnh lý gì về cơ mà khiến cho mình không vận động được. Và biết đâu là những cái bệnh lý đó thì đến bây giờ nó có thể vào tới cơ quan sinh dục và nó có thể gây ra những cái trường hợp mà như em mô tả, cũng gần như là liệt dương. Một mặt khác nữa, có thể là em mắc những cái bệnh mãn tính hoặc là những cái bệnh mà liên quan tới mạch máu, liên quan tới cung cấp máu cho cơ quan sinh dục của mình. Cho nên là nó khiến cho là cái việc máu tới cơ quan sinh dục không đủ. Chính vì thế là nó không đạt được cái sự cương cứng của dương vật. Chị cũng rất là thông cảm là bởi vì cái hoàn cảnh của em bây giờ nó cũng rất là khó khăn. Thế và mình đi lại thì nó lại
phải phụ thuộc vào người khác như thế. Nhưng thôi, nếu như mà vẫn có điều kiện thì em nên đi tới bác sĩ nhá. Em nên đi khám thì có thể đến bệnh viện chuyên về nam học và nội tiết thì càng tốt. Còn nếu không, mình có thể đến những bệnh viện đa khoa. Bởi vì ở em thì có lẽ phải khám rất là nhiều thứ và khám tổng thể thì mới có thể tìm ra được nguyên nhân vì sao mà em bị liệt dương như vậy. Và từ đó thì hy vọng mới có thể cải thiện hoặc là điều trị được cho em. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Bạn thân mến, về cơ bản thì tôi nghĩ rằng bạn phải đi khám tổng thể, bởi vì cái chuyện mà yếu sinh lý chưa chắc đã liên quan trực tiếp đến cái chuyện yếu sinh lý, mà nó là từ tổng thể cái cơ thể của mình. Yếu tổng thể thì nó sẽ yếu từng bộ phận. Và hy vọng là sau khi khám và bác sĩ tìm ra nguyên nhân thì bạn sẽ được điều trị một cách cẩn thận hơn và sẽ cải thiện được cái sức khỏe của mình. Còn bây giờ thì chương trình của chúng tôi xin được tiếp tục bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Đây là một thính giả 54 tuổi. Alo, xin chào một thính giả gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Vâng, tôi xin nghe rồi. Dạ vâng, tôi đang nghe đây ạ. Câu hỏi của anh là gì ạ? Vâng, anh ơi, cho tôi hỏi gặp chuyên gia đình chuyên gia tâm lý một chút ạ. Tôi muốn, tôi có một đứa cháu, nó năm nay là cháu sinh năm 2000 và cháu đang học đại học Hà Nội năm thứ 3 thì cháu tình hình này, cháu bị hiện tượng như kiểu trầm cảm đó. Vâng. Vâng. Thì bây giờ là cháu cứ suốt ngày cháu ở nhà thôi. Vâng. Đấy, thì bây giờ là cháu cứ gặp người lạ cái là cứ ai đến nhà cái là người lạ vừa hoặc là chú thím hay này, ai trong gia đình anh em họ nội tộc trong gia đình đến nhà cái là cháu tự nhiên vào trong nhà cháu đắp chăn luôn, vào trong giường cháu đắp chăn. À thế ạ. Vâng. Vâng, đến bây giờ là cháu cứ lên mạng cháu tìm hiểu những cái người trầm cảm đó. Vâng. Vâng, cháu bây giờ là cháu lên mạng cháu tìm hiểu người trầm cảm vừa rồi nè. Mẹ cháu thì giống mẹ cháu thì đi làm công nhân. Vâng. Vâng, bố cháu thì là người đàn ông thì nói chung là không tâm lý được như người mẹ. Dạ vâng. Thời gian trước là cháu cách đây nó cũng tầm có khoảng 6 tháng rồi. Vâng. Thì cháu cũng hiện tượng như thế. Thì mẹ cháu nó cứ thường thường tối đến cứ hay cho cháu là đi tập thể dục đấy. Dạ. Đi gặp những người ấy thì cháu dần dần nó quen lại thời gian xong vừa rồi thì cháu nó cũng dần dần nó lấy lại được tinh thần. Dạ vâng. Sau cái cú sốc thì cháu nó bắt đầu nó trước kia là cháu nó có yêu một cái thằng bé nó là cùng xóm. Dạ. Thì đấy, thì cháu nó yêu thằng bé cùng xóm nên là cháu nó mới ấy. Thì thấy cháu nó như thế. Thấy cháu nhà tôi nó như thế thì thằng bé kia nó mới bỏ. À. Đấy, nó không liên lạc thì gọi điện lại đến nó thì nó cũng không quan tâm gì cả. À. Thì sau thời gian cháu nó khỏi thì thằng bé này nó lại đến. Vâng. Nó đến thì bắt đầu nó cứ gây cái áp lực đấy. Vâng. Thì cho cháu thế thì cuối cùng thì là nó cháu này là cháu gái nhà tôi nó mới bảo là thôi thì bình tình như thế thì bây giờ là hai đứa chia tay nhau. Vâng. Thế nên thằng này quyết là bảo là nó không muốn chia tay. Đấy. Ồ thế à? Thì cháu lại gặp cú sốc đấy thì hai đứa nó chả biết nó nói cái chuyện gì thì cuối cùng ấy thì cháu lại gặp cú sốc đó thì tinh thần của cháu nó lại quay lại trở lại. Thì bây giờ thường thường thì cháu nó như thế. Đây cháu đây là con gái của anh à? Vâng, vâng. Cháu gái của tôi, con ông anh mà. À cháu tôi gái. Là chú ruột của cháu. Dạ vâng. À, anh là chú ruột thôi đúng không? Vâng, tôi vâng. Là chú ruột của cháu thì bây giờ tình hình cháu như thế bây giờ chúng tôi cũng đến động viên các cháu đấy nhưng mà các cháu nó cũng không nói năng gì cả, cháu nó chỉ chờ đợi là cháu chào chú cái thế là cháu nó vào nó chùm chăn kín đầu cháu nó cũng không nói năng gì nữa mà đấy thì bảo cháu thế thì ô thế thì chú nói chuyện với cháu mà cháu trả lời bảo cháu vẫn đang nghe đây. Vâng. Chỉ bảo thế thôi. Vâng. Anh có hỏi là anh chị của mình tức là bố mẹ của cháu có đưa cháu đi khám ở đâu bao giờ chưa ạ? Chưa, thì bây giờ tình hình này cũng muốn cho cháu đi vừa rồi thì ra khoa thần kinh của bệnh viện Bạch Mai đấy. À cũng đã ra đấy rồi ạ. Bệnh viện Bạch Mai đấy nhưng là đâu thì nhưng mà vừa rồi đấy. Vâng. Thì định cho cháu đi thì nhất quyết cháu không đi. À đấy. Thế ạ. Đấy. Cháu nó nghĩ đến bây giờ là cháu nó bây giờ là tình hình là cháu nó bây giờ là nó nghĩ đến cái sự tiêu cực đấy. Ừ, vâng. Vâng. Chuyên gia. Năm nay cô gái này là 23 tuổi đúng không? Cháu nó tìm hiểu đó bà. Vâng. Vâng, cháu bây giờ thì không biết là trong cái cách chết đấy. Nó nhiều cách chết nhưng mà cách chết nào nó đau đớn. Vâng. Bây giờ nó mỗi bằng cách là tuyệt thực. À, hiện tại thì đang tuyệt thực con ạ? Vâng. Để cho con tuyệt thực thì bây giờ để con chết thì bây giờ ví dụ anh em hàng xóm láng giềng ai có hỏi thăm con thì bảo là con là tự nhiên con bị cảm con chết hay là con bị đột quỵ con chết. Đấy, cháu là mức độ tiêu cực đến như thế. Vâng. Rồi. Tức là nói ra bằng miệng như thế.
vừa qua đấy thì tôi gọi đến chương trình thì chương trình nó thực sự là lúc đấy chúng tôi cũng gấp lắm, thế nhưng mà để xem chương trình giáo như thế nào. Rồi, rất là cảm ơn anh đã tin tưởng và gọi điện chia sẻ với chương trình của chúng tôi. Và bây giờ thì chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn cũng là một chuyên gia hàng đầu trong cái vấn đề liên quan đến bệnh lý tâm thần, nhất là với những cái trường hợp tự kỷ, thì anh Đinh Đoàn sẽ chia sẻ với anh cùng gia đình của anh nhé. Vâng ạ. Rồi, xin chào anh. Vâng, xin chào anh Đinh Đoàn ạ. Vâng. Rất may, thật ra thì cháu nó cũng có ông chú, anh rất là hiểu biết, anh chẩn đoán, anh lắng nghe, anh nắm được rất là nhiều thông tin về cháu. Chứ còn rất là nhiều những ông bố mẹ ruột mà con bị trầm cảm, con bị căng thẳng, con bị stress hoặc là thậm chí bị những cái rối nhiễu tâm lý trong một thời gian rất dài mà không biết. Để nghĩ là cháu nó hư hoặc là nó lười học rồi nó nhút nhát. Nhưng mà trường hợp của anh chia sẻ vừa rồi thì tôi nghĩ rằng đúng là cháu nó có vấn đề tâm lý. Vâng ạ. Tuy nhiên thì mình không thể kết luận ngay là trầm cảm hay không trầm cảm, nhưng mà sang chấn tâm lý là có. Ít nhất là đang có người yêu rồi. Mình cũng không hiểu nội tình làm sao mà chúng nó chia tay nhau. Thế rồi bạn gái kia đau buồn. Thế rồi đến lúc gì lại bạn trai lại quay lại. Nói chung là nó rất là nhùng nhằng. Và bây giờ cháu gái nghĩ đến cái chết là một điều đáng lo ngại. Bởi vì mình đừng nghĩ là nó nói dọa, đừng nghĩ là nó nói đùa. Những cái nói ra miệng đấy là chỉ báo chỉ số cho mọi người thân biết rằng là cần phải để mắt tới cháu. Bởi vì những người bị trầm cảm đôi khi người ta chỉ nghĩ đến là kết thúc cuộc đời để giải thoát, đỡ phải nghĩ, đỡ phải đau đầu, đỡ phải căng thẳng. Hiện nay thì trong dân gian Việt Nam đấy, thực ra thì cái khoa thần kinh thì mình hiểu đơn giản là tâm lý và thần kinh thôi. Thế nhưng mà mọi người nghĩ tâm lý thần kinh ghép lại thành tâm thần, mà tâm thần thì cứ hay gán ghép với là người điên. Thế cho nên nếu mà bảo rằng bây giờ tao chú hay là bố mẹ đưa con đến khoa tâm thần hay là khoa tâm lý thần kinh gì của bệnh viện Bạch Mai thì cháu nó có một cái nhạy cảm, con chẳng làm sao, con tỉnh táo, con không điên, cho nên không phải đưa con đến đấy. Đúng không? Thế thì đúng thế ạ, cháu nó bảo thế, đúng thế đấy, thật đúng chính ạ. Cháu nó nói như thì thế tôi cũng biết mà rất nhiều người không chịu đi khám chỉ vì ngại đến khoa tâm thần, mà thật ra tâm thần là vấn đề về tâm lý thần kinh thì ai chẳng có thần kinh trong đầu mình, người mình đầy mà, đúng không? Vâng. Thế thì do từ trước giờ là chúng ta truyền thông nó chưa rõ, cho nên là dân gian đã hiểu lầm và nhiều người đã không đi đến khám và điều trị một cách đúng nơi đúng chỗ và kịp thời, thành ra đôi khi những cái bệnh về rối nhiễu tâm lý nó lại càng trầm trọng. Cháu hiện nay đang ở Hà Nội phải không anh? Vâng, thì cháu đang ở Hà Nội. Mà cháu anh ở cũng Hà Nội là người rất là gần gũi với cháu đúng không? Chú ruột nhưng mà cũng ở gần đúng không ạ? Vâng, em cũng ở gần với cháu mà cũng thường xuyên đến hay đến cháu chơi mà. Thường xuyên cháu. Anh có bao giờ anh ngồi nói chuyện bình thường với cháu này thế? Có, thì cũng có ngồi tâm sự, mới ngồi nói chuyện với cháu thì cháu nó bảo cháu không có làm sao cả. Cháu vẫn bình thường. Không bị chú làm đừng sao. Có cho bảo thế này, hay là động viên cháu bảo thế này là để cho chú đi đưa cháu đi khám. Em xem như thế nào thì xem là cháu ra làm sao, nếu mà cháu không làm sao thì không có vấn đề gì cả. Thì cháu nhất quyết thì cháu nó bảo là cháu nó không đi. Đấy, như thế thì bây giờ cháu anh nó bảo là những cái người có bệnh ấy, nhất là bệnh về mặt tâm lý ấy, thì người ta không nhận có bệnh đâu. Cũng giống như mấy ông say, mấy ông nhận là tôi say đâu. Còn lâu tôi mới say, ba chai chưa say, ba say chưa chai đấy ạ. Thế thì những người có bệnh thì cũng chỉ nghĩ là mình đau đầu quá rồi, đợt vừa rồi mình căng thẳng, mình mất ngủ, nhưng mà phải có các nhà chuyên môn, người ta khám, người ta sàng lọc, người ta có những chỉ báo, có dấu hiệu, người ta chẩn đoán xem nó thực ra là cái gì. Trầm cảm thì trầm cảm đến mức độ nào, mức độ 1, 2, 3, 4, rất nặng hay không nặng. Rồi sau đấy người ta mới đưa ra các phác đồ điều trị liệu bằng tâm lý kết hợp với uống thuốc hay nghỉ ngơi hay là vân vân. Thì nhưng mà cháu không đi là một điều rất là khó. Tôi cứ chia sẻ thế này có thể hỗ trợ được anh phần nào này. Tôi sẽ không cho cái số điện thoại của mình ở trên sóng được, bởi vì phát sóng thì chắc là ngộ nhỡ chẳng may tôi bị quấy rầy anh Thành Văn ạ. Nhưng mà sau cái cuộc trò chuyện trên sóng này, anh hoàn toàn có thể liên lạc lại với tổng đài 0243 826 2625, liên lạc với tôi. Tôi có thể chia sẻ với anh là việc đầu tiên nói với cháu là không phải đi khám ở khoa tâm thần mà cũng không khoa tâm lý, mà đi đến trò chuyện với bác Đinh Đoàn, với chú Đinh Đoàn tư vấn tâm lý tình yêu.
À, nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều so với việc là đi gặp bác sĩ tâm thần đúng không? Thì có thể là tôi cũng tiếp xúc với cháu ít nhiều cũng có chút chuyên môn. Rồi tôi có thể chia sẻ được với cháu, biết đâu nó không dám chia sẻ với chú ruột, nhưng mà với chú Đoàn thì nó chia được. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. À, nhà tâm lý ạ. Vâng, anh đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chưa ạ? Cảm ơn anh đã tin tưởng gọi đến chương trình cửa sổ tình yêu của chúng tôi. Thưa bác sĩ Hoàng Thúy Hải, rõ ràng là cái chỗ bệnh viện Bạch Mai nó có cái khoa chữa về cái bệnh như thế này đúng không chị? Đúng rồi anh ạ. Thế nhưng mà cứ nghe đến là phải đến đấy thì là nhiều người bệnh là không đồng ý. Đúng ạ, vâng. Có phải do là chúng ta đang cái cách tuyên truyền của chúng ta nó chưa hợp lý? Tức là cái khoa mà là khoa thần kinh ý, thì là khoa chuyên điều trị những cái bệnh mà liên quan tới hoạt động của các cái dây thần kinh. Thế còn những cái bệnh lý về tâm thần thì người ta gọi là viện sức khỏe tâm thần. Bây giờ nó nâng cao như vậy rồi. Và chúng ta phải hiểu rằng là như anh Đoàn nói, sức khỏe tâm thần nó là tất cả những cái vấn đề gì liên quan tới tinh thần của chúng ta. Thì có thể, nó có thể là vấn đề về bệnh lý nó, nhưng nó cũng không phải là tất cả đều là vấn đề về bệnh lý. Có những vấn đề về là hậu quả của những cái sang chấn, hoặc là hậu quả của những vấn đề gì đó mà chúng ta giải quyết bằng vấn đề tâm lý là đã có thể giải thoát được. Chứ không phải tất cả các trường hợp vào đấy là điên hay là phải dùng thuốc. Tuy nhiên trong trường hợp của cháu bé vừa rồi ạ, thì anh Đoàn ngoài vấn đề trợ giúp cho cháu về vấn đề về tâm lý, nhưng cũng có cách nào để cùng với gia đình đi khám và để nếu loại trừ được những cái vấn đề về trầm cảm, những cái vấn đề về tự kỷ, tức là những cái vấn đề nó nếu không được giải quyết nó có thể đến cái giai đoạn cuối là cái giai đoạn mà tổn hại tới sức khỏe hoặc là tổn hại tới bản thân hoặc tới gia đình hoặc tới người khác nữa thì nó là nguy hiểm. Rất là cảm ơn hai chuyên gia của chúng ta. Và bây giờ thì để tiếp tục chương trình cửa sổ tình yêu của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp chuyện với một thính giả gọi đến từ Kiên Giang. Alo, Kiên Giang đâu ạ? À, nghe rõ, tôi 47 tuổi mà tôi bị quan hệ ăn cao nữa thì di vật nó bị liệt, nó không lên nữa anh. Bị gì anh? Bao nhiêu tuổi rồi bạn? 47 tuổi. 47 tuổi, quan hệ được nhưng mà quan hệ giữa chừng thì nó xìu xuống đúng không? Đúng rồi, xìu xuống mà dưới da nữa. Nữa là nó xìu. Khoảng bao nhiêu lâu thì nó xìu như vậy? Quan hệ từ 10 phút, 15 phút gì đó là xìu. Tức là khi chưa xuất được tinh thì đã xìu rồi, đúng không? Đúng rồi, xìu, mình không lên nữa, nên thì phải. 47 tuổi thì đã có vợ con gì chưa? Có vợ một đứa con. Mới một đứa, lớn chưa? Nó hôm nay 10 mấy tuổi rồi. Hơn chục tuổi rồi, đúng không? Và cái hiện tượng mà bạn cứ quan hệ giữa chừng xong là không quan hệ thực hiện cái hành vi của mình tiếp tục được ấy là kéo dài lâu chưa? Khoảng bao nhiêu lâu nay rồi? Mới 2 tháng. Mới có 2 tháng. Trong 2 tháng vừa rồi thì có ốm đau hay có cái biểu hiện gì bất thường không? Dạ không, anh mới có bị 1 tháng anh ơi, bị 1 tháng. 1 tháng, tức là tôi đang hỏi là trong cái quãng thời gian đó thì nó có ốm đau hay là sức khỏe có cái gì bất thường không? Dạ không, mình thì không có gì hết. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ xem có cải thiện được không nhá, hoặc là có mắc bệnh gì không nhá. Dạ. Xin chào bạn. Dạ nghe bác sĩ. Mình rất là lo đúng không? Dạ lo. Mới có 47 tuổi mà bây giờ đã như thế rồi, tức là cái chất lượng quan hệ tình dục của mình nó không như mong muốn. Và chắc là điều đấy thì cũng phần nào ảnh hưởng tới cái cuộc sống gia đình đúng không? Dạ. Vợ có ý kiến gì không em? Dạ thì cũng nghe, để hỏi chương trình hay sao chứ vậy không biết. Thế à? Thế sao mình không chưa đi khám? Em có nghiện cái gì không? Ví dụ có nghiện rượu hay là có hút thuốc lá hay là gì không em? Không có biết uống rượu, không biết uống rượu với không biết hút thuốc. Không biết uống rượu, không biết hút thuốc đúng không? Mình thôi, không biết cái đó. Sao cơ? Không biết uống rượu, không biết uống thuốc nữa. Thế em đã đi khám sức khỏe chưa? Em có mắc một cái bệnh mãn tính gì không hay là như thế nào? Dạ, đó, dạ, mà anh bị tới giờ chưa đi khám. Để như bạn, em chưa đi khám. Em chưa đi khám ở đâu bao giờ hả? Dạ, chưa, thì mới bị đó. Nó mới bị chỗ đấy thôi cho nên em cũng chưa đi khám bao giờ đúng không?
Dạ đúng rồi. Ừ. Em ở Kiên Giang thì có xa trung tâm không? Dạ, ngay thành phố rồi chị. À, thành phố à? Dạ, dạ. Ờ, thực ra thì 47 tuổi mà bây giờ nghe câu chuyện của em chia sẻ với anh Thành Văn thì nó cũng đã có cái biểu hiện là rối loạn cương dương. Yeah. Tức là lúc đầu thì mình có thể có sự cương cứng và mình có thể có thực hiện được cái hành vi quan hệ tình dục. Nhưng mà khi mà mình chưa kết thúc cái hành vi quan hệ tình dục, hay nói cách khác là mình chưa xuất tinh chẳng hạn, thì nó đã cương cứng, sự cương cứng nó không còn đủ để em thực hiện được tiếp tục cái hành vi quan hệ tình dục đấy nữa. Thì người ta gọi là rối loạn cương dương. Nhá. Yeah. Thế và yeah, nguyên nhân của rối loạn cương dương ở nam giới ấy, thì nó có thể là bệnh lý tại cơ quan sinh dục, nhưng mà nó cũng có thể là kết quả của các cái bệnh lý khác, đặc biệt là những cái bệnh lý liên quan tới việc cung cấp máu, những cái bệnh lý liên quan tới hoạt động của mạch máu, những cái bệnh lý của các cái rối loạn chuyển hóa, vân vân. Thì có một số các cái bệnh lý ngoài cơ quan dương vật nhưng mà nó cũng có thể gây ra cái hiện tượng là rối loạn cương dương. Chính vì thế là cái tình trạng của mình thì chị nghĩ là nó khó có thể tự cải thiện. Hay nói cách khác là nếu mình không đi điều trị và không đi khám xét thì nó khó có thể tự khỏi. Vì thế là việc mình đi phải đi khám để tìm nguyên nhân xem là vì sao mà nó gây ra cái hiện tượng rối loạn cương dương đấy, thì từ đấy mình mới có thể điều trị được nhá. Em ở Kiên Giang thì có lẽ là nếu có điều kiện có lẽ em phải đến em phải ra bệnh viện Cần Thơ. Yeah. Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ cũng là một cái bệnh viện rất là nổi tiếng của cái khu vực ở phía Nam ấy. Thế và ở đấy người ta cũng có cái khoa về nam học và hiếm muộn. Thì nếu như mình đi đến đấy khám, mình sẽ được khám tổng thể của cả các cái bệnh lý khác nữa. Những cái bệnh lý như là chị nói, ví dụ như là bệnh lý về tim mạch. Đấy, những cái bệnh lý về mạch máu, hoặc những cái bệnh lý về rối loạn chuyển hóa. Và đặc biệt là người ta có điều kiện, người ta sẽ kiểm tra cho em hoạt động của cơ quan sinh dục. Người ta xem là nội tiết có vấn đề gì không, tinh hoàn có vấn đề gì không, rồi em có các cái bệnh lý gì của cơ quan dương vật mà nó có thể gây ra cái hiện tượng như vậy. Chứ còn để như tình trạng của em chắc không tự cải thiện được, hay là cũng không thể tự điều trị ở nhà, hoặc là ăn cái gì, uống cái gì để cho nó cải thiện được cái tình trạng đấy đâu nhá. Dạ dạ. Ừ. Cố gắng sắp xếp thời gian rồi công việc để đi khám, và đặc biệt là đừng có ngại gì cả. Bệnh lý của cơ quan sinh dục thì nó cũng như bệnh lý của các cơ quan khác. Dạ. Ừ. Thế khi nào các cơ quan nào mà nó hoạt động của nó bị trục trặc, hay là nó gặp các cái vấn đề gì nó không bình thường, thì mình phải đi khám thôi. Càng đi khám sớm, càng phát hiện sớm thì cơ hội đối với em càng nhiều nhé. Chị sợ là bệnh viện Kiên Giang thì những cái bệnh lý khác, ví dụ tim mạch, huyết áp, rồi là tiểu đường, hay tức là những cái bệnh về chuyển hóa thì được, nhưng mà những cái về chuyên khoa sâu như nam khoa thì chị không rõ là Kiên Giang thì có thể có điều kiện để làm được không. Nhưng chị biết là Cần Thơ thì có thể làm được. Dạ dạ, vậy để em đi khám rồi. Em cố gắng thu xếp nhá. Cố gắng đừng ngại ngùng nhá. Và sẽ tìm được cái phương cách để cải thiện được cái cuộc sống tình dục của mình một cách hiệu quả nhé. Cảm ơn bạn đã gọi đến chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của chúng tôi. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Cà Mau. Alo Cà Mau đâu ạ? Dạ em chào anh ạ. Ừ, chào bạn. Hồi nghe giọng trẻ nhỉ, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em năm nay em 40 tuổi anh. À 40 tuổi mà giọng trẻ thế à? có chồng con chưa? Dạ em có gia đình, em được cặp sinh đôi, em gái năm nay 19 tuổi anh. Năm nay bao nhiêu tuổi? Gái em năm nay 19 tuổi. Con gái đã 19 tuổi? Ồ, thế là lấy chồng năm 20 tuổi à? Dạ, em được cặp sinh đôi một và duy nhất là anh sinh có một lần hai đứa rồi em. Không biết là hôm nay bạn kết nối với chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của chúng tôi với mục đích chia sẻ điều gì vậy?
Dạ em muốn chia sẻ cũng như em có gia đình, em có tình cảm với một người này đã 4 năm rồi trời rồi mà hai đứa em thương nhau dữ lắm. Oh. Mà giờ, bây giờ nói chung là tình cảm ngoài luôn á anh, bây giờ ổng vợ ổng cũng hơi nghi ngờ rồi ổng đòi chia tay với em cũng đồng ý quyết định là chia tay. Ừ. Nhưng mà em chia tay với ổng mà em cảm thấy là trong lòng em nó rất là buồn anh. Trời bởi ơi. Vì 4 năm nay là ổng lo cho gia đình của em, ổng lo cho em là rất là nhiều, từ vật chất đến tinh thần ổng rất là lo. Rồi, thế thì chồng bạn vẫn đang sống hòa bình với bạn đúng không? Dạ, đang sống hòa bình, nói chung là ông xã em, ông hiền lắm, ông hiền. À, ông hiền. Thế cái dạ. Cái ông ngoài luồng kia bao nhiêu tuổi rồi đấy? Ông 57 tuổi anh. 57 tuổi, thế chồng mình bao nhiêu tuổi? Chồng em 48. Chồng 48, mà cái chàng trai kia tận hơn chồng mình chục tuổi. Dạ, dạ, chục tuổi mà nói chung là ổng là sếp của chồng em á, hai người đi làm chung á anh. À, ông ấy là sếp của chồng mình nữa. Dạ. Rồi, thế dạ. Về hình thức, về sức khỏe thì ông sếp kia thì có hơn chồng mình nhiều không? Nói chung là ổng không có hơn chồng em mà ổng tâm lý, ổng lo cho em là, nói chung là giữ trời, ổng lo cho em là 4 năm nay là em, nhà cửa của em với tiền bạc là ổng lo là không thiếu một cái gì hết. Rồi. Ổng tâm lý hơn chồng em nhiều, ổng nói chung là cái sắc đẹp thì ổng không lợi chồng em. Chồng nghi ngờ, anh chồng cũng nghi ngờ, nhưng mà chồng ổng thấy là lo cho em quá trời, ổng không nói, ổng không nói. Thôi coi như là nhắm mắt làm ngơ đúng không? Dạ, còn, dạ. Còn đồng chí vợ của ông sếp kia là cũng nghi ngờ rồi. Nghi ngờ anh, nhà anh có mà gần nhau không? Là... Dạ. Nhà bạn và nhà cái ông sếp kia thì có gần nhau không? Cũng gần, cũng cách cỡ 2 cây số, 2 cây ngoài số. Ồ, thế là gần rồi đúng không? Chạy bộ sang nhau được, sáng là đi tập thể dục có thể nhìn thấy nhau được rồi đúng không? Nói chung là em cũng muốn chia tay với ổng để cho ổng khỏi bị tai tiếng. Ổng nói bây giờ ổng đi ra là ổng là công chuyện ổng bằng ăn lớn rồi dữ lắm. Ổng đi ra là người này hết người này, nói tới người kia, nói ổng nhức đầu lắm. Nên ổng muốn chấm dứt lại, ổng muốn dừng lại, ổng nói với em là như vậy. Tức là cái quan hệ ngoài luồng của bạn với cái ông này thì mọi người cũng đã biết chứ không phải riêng ra hai gia đình. Dạ, mọi người bên ngoài ta cũng biết. Ồ. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn để xem là nên tiếp tục cái quan hệ ngoài luồng này hay là nên dừng lại nhá. Xin chào bà ngoại tương lai đúng không? Dạ, em chào anh Đinh Đoàn. Trước hết thì bây giờ mình mong muốn điều gì? Mình muốn níu giữ mối quan hệ này đến bao giờ? Em muốn níu giữ mà em vừa muốn níu giữ mà em vừa muốn chia tay. Em muốn chia tay để khỏi cả hai bị tai tiếng anh. Rồi. Và còn nếu như níu giữ nữa thì bây giờ ổng trong lòng ổng là đã cương quyết rồi thì em không có níu giữ được. Trước hết phải nói rằng là thôi không nói đến vấn đề pháp luật. Dạ. Nếu nói pháp luật thì là mình vi phạm luật hôn nhân gia đình để nghe nó to tát quá, nhưng đúng thật bản chất nó là như vậy đấy. Dạ. Mình là người có chồng, ông ấy là người có vợ, ông ấy còn là sếp của chồng mình. Thế mà hai người có quan hệ ngoài luồng kéo dài tận 4 năm, nếu như nó sơ sẩy trong một cái hoàn cảnh đưa đẩy, một bữa nhậu nào đó cũng đã là còn đáng tiếc. Huống chi như đây rất chủ động hai người. Thế rồi, mình thì cũng chỉ vì một chút những cái lợi ích vật chất, ông quan tâm, ông tâm lý mà mình đã làm tổn thương người chồng. Anh chồng, ban nãy mình nói là ông biết rồi nhưng ông làm ngơ, đau lắm chứ. Vợ mình mà đi với sếp, một mặt thì sợ nếu họ nói ra sếp lại đuổi việc, đúng không? Một mặt là thôi, ông ấy cũng lo cho có nhà, có cửa. Thành ra ở đây cái người tổn thương đầu tiên là ông xã của mình, thứ hai là bà vợ của sếp. Thế còn tất nhiên đối với anh sếp thì anh ấy không mất cái gì rồi. Chắc chắn anh có quay trở lại, anh có nói rằng là đợt vừa rồi đã có chót, thương cái cô đó cũng là, nhưng mà bây giờ thôi rồi. Tôi tin rằng bà vợ của ông ấy sẽ bỏ qua tha thứ. Còn mình thì chuyện của bạn đến nỗi mọi người đều biết là mình có bồ, và hai cô con gái cũng biết chứ hả? Cũng, nó cũng nghi nghi anh ơi, nó cũng nghi chứ nó cũng chưa khẳng định, nó nghi ngờ thôi. Đấy, mình còn có con gái. Nếu mà tới đây là cậu chàng rể tương lai mà nó biết bà mẹ vợ lại có cái tính thế ấy, thế là không biết rằng là người ta có dám lấy con gái mình không. Thôi đành rằng thế này, 4 năm vừa qua vẫn có chồng, vẫn có con, lại có bồ, bồ lại cho tiền, lại quan tâm thì tôi nghĩ là mình ăn vụng như thế là quá đủ rồi. Đừng có tham ở đời, không có gì là tham lâu quá không được đâu, đúng không? Mình giống như một thằng trộm ấy, vào nhà người ta khuân một ít đồ. Thôi thì nhà người ta giàu thì mình có thể khuân bớt một xíu, nhưng mà thấy nhà nó nhiều quá lại cứ muốn ở đấy khuân thêm mấy ô tô nữa thì quá tham, đúng không? Mà tham thì các cụ cũng hay nói là tham thì thâm. Thôi biết dừng lại đúng lúc.
Thật ra thì mình không phải là vật vã là nhớ thương gì ông ấy đâu, mà nhớ cái cảm xúc mà hai người mỗi lần gặp nhau nó vui như thế nào, rồi nay mà lại đùng một cái lại phải chia tay nhau một cách hoàn toàn thì mình nó hẫng hụt, là cái điều chắc chắn. Hãy nhớ rằng ta có một cái răng sâu thôi. Mà một bữa đi nhổ cái răng sâu đó đi, mà ta về ta còn thấy cái chỗ đó trống trải nhiều ngày cơ mà. Thế nhưng rồi dần nó cũng sẽ quen. Thế thì anh ơi, mà nhưng em rất là thương ổng, em không thể nào em quên ổng được. Em ngồi với đâu để em khóc với đâu, em ngồi với đâu để em khóc với đâu. Không quên thì em cứ nhớ trọn đời, nhưng để trong lòng không được phá vỡ tiếp. Bởi vì vui quá chừng dừng đúng lúc là cái người khôn ngoan. Bây giờ không lẽ mình đến ăn vạ nhà ông, mình bảo rằng em không thể quên được anh, thôi cho em làm vợ hai cũng được à, đúng không? Và khi mà mọi chuyện nó vỡ lở ra, ông chồng nhà mình có hiền chăng nữa, nhưng mà người ta bảo là nó lú thì có chú nó khôn, chỉ thêm mấy người bạn hay có người thân người ta tư vấn cho ông rằng là mày là đàn ông, mày để vợ mày như thế, thì rồi ông có lúc cũng nổi cơn điên lên. Hoặc là con gái mình như thế nó sẽ coi thường mình, sau này mình chẳng nói được con, chẳng giáo dục được con nữa. Thế thì tôi nghĩ rằng là phạm lỗi một lần có thể tha thứ, nhưng mà phạm lỗi trong 4 năm liền mà có hệ thống, mà bây giờ còn không chịu, mình rõ ràng biết sai mà không chịu buông, thì chắc là không ai có thể chấp nhận được nhá. Thôi không tham nữa và dừng lại. Còn nhớ thì hãy cứ để trong lòng, đi du lịch đi, thậm chí đi vào chùa mà học những khóa tu để biết kiềm chế cảm xúc và kiềm chế cái sự ham muốn của mình. Một thời gian rồi nó bình tâm trở lại. Vài năm nữa thôi, là mình là phụ nữ mà, chỉ độ 48, 49 là nó cũng thoái trào. Nhiều thứ nó cũng dừng lại, nó không còn quá hung hăng nữa nhá. Anh, em cũng có đi chùa, em cũng có đi chùa, em muốn nó cho tĩnh tâm em lại đến chùa đó mà em vô em. Nhưng mà ngồi trong chùa cứ nghĩ đến anh ấy đúng không? Dạ. Chùa phải nghe. Tĩnh tâm là em khóc giữa trời, là em khóc giữa trời, em khóc giữa mặt là em khóc giữa trời lắm. Rồi ngồi trong chùa mà nghe sư giảng về đạo lý thì lại cứ nhớ là ước gì anh ở đây đúng không? Để cho em một ngày thôi đúng không? Tâm lý học Đinh Đoàn. Thường thì các bạn trẻ mà khúc mắc về chuyện tình yêu thì tôi thường hay khuyên rằng là liệu hai người có quyết định đi đến với nhau không? Thế nhưng mà với trường hợp của bạn thì tôi thấy rằng hình như là anh chàng 57 tuổi kia cũng không quyết định là sẽ bỏ vợ để đến với bạn đúng không? Dạ, ổng tôi biết ổng chia tay mà ổng tôi biết không đòi chia tay anh. Ừ, ngay bản thân bạn thì cũng không muốn lìa bỏ gia đình của mình để đến với anh ý. Đúng không? Dạ, rồi. đúng rồi. Gia đình em không thể nào em bỏ, nhưng mà em không phải là em bắt buộc ổng mà để đi hẹn hò với em. Nhưng em muốn ổng là nhắn tin đi hỏi thăm sức khỏe em hàng ngày. Rồi từ từ em sẽ cây dặn quên ổng. Nhưng mà ổng không chịu. Sao mà hàng ngày vẫn nhắn tin cho nhau mà có để quên được, khó lắm nhỉ? Cảm ơn chuyên gia tấm lòng Đinh Đoàn. Alo, Đà Lạt đâu ạ? Alo, tôi đang nghe đây ạ. Dạ, có em muốn hỏi cho em hỏi bên tâm lý á, tâm lý của nam á. Dạ, trong em nó 39 tuổi, hai vợ chồng 39 tuổi à, mà mới ra Tết thôi là trong em nó kiểu cũng chưa đi khám đâu mà không biết nó bị yếu hay là nó bị gì mà nó cũng yếu, kiểu nó không cương dương á. À thế à? Chồng cũng 39, vợ cũng 39 tuổi đúng không? Dạ. Thế mà lại từ Tết đến giờ khoảng 3-4 tháng nay. Dạ, từ giá Tết tới giờ. Ồ. Dạ. Là coi như chả làm ăn được gì nữa. Nói chung không phải làm được, nhưng mà nói chung là cùng có khí ông cùng lên, nhưng mà có khí thì nói chung vợ chồng gần vui với nhau vậy á, là từ hân hân xuống luôn. Từ hân xuống về luôn chưa xuất ra, nhưng mà từ nó mềm ra nó xuống về luôn á. Rồi. Dạ. Mà vẫn còn trẻ nhỉ, chưa đến 40 tuổi. Dạ. Được mấy em bé rồi? Dạ hai ạ. À, các con lớn chưa? Có năm đi học 11. Ồ, anh ý làm nghề gì vậy? Anh làm nghề nhóm kính. Có vất vả lắm không? Dạ cũng khỏe mà. À rồi, to dạ. Cao đúng không? Thế mà mỗi cái chuyện ý thì lại yếu quá. bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé. Tôi chào bạn. Dạ, em chào bác. Thế từ ra Tết đến giờ là gần như là quan hệ tình dục là nó không được như mình mong muốn đúng không? Dạ, đúng ạ. Ngoài cái chuyện đấy ra thì có vấn đề gì khác về sức khỏe nữa không? Dạ, nói chung là không khỏe, người thì bình thường, ăn uống bình thường bác, mà
sinh hoạt thì cũng chả phải là khi nào mình cũng sinh hoạt, nhiều khi tuần cải hoặc là hai tuần cải, nhiều khi tuần hai cải cũng nói chung là không đều vậy đó. Nhưng mà một khi ông thèm á là ông lên thì mình cũng thoải mái cho ông lên, nhưng mà ông không cưỡng cái đồ cưỡng của ông có cưỡng được ấy. Nhưng mà ông vẫn thích thôi, ông nói cho ông đứng đà đáng hy hục như vậy, nhưng mà từ ăn xuống luôn á, từ cưỡng mình ăn xuống luôn, ăn mềm vậy đó. Các cụ bảo là trên bảo dưới không nghe đấy, đúng không? Đúng rồi đó, đúng rồi. Tức là vẫn yêu vợ, vẫn muốn được thể hiện tình cảm với vợ, nhưng mà nó lại không như mong muốn, đúng không? Dạ, yeah, yeah. Chưa đi được đến chợ thì đã quay về nhà mất rồi. Dạ. Và đúng là tại sao lại không đi khám ở đâu nhỉ? Cùng nói ông đi khám, ông kêu ông ngài còn cùng cách đây 7-8 năm thì ông bị quay bì á bác. Xong mà nó nói chúng nó cũng đau ở dưới cái hai cái hàng giải á, mà ông mới đi khám. Ông lên hoang bì á, ông khám xong là nó bảo là ông có những cái hạt sỏi, hạt gì lính lì tì ở trong tinh hoàn ấy, là cái nắm cái trên 7 năm rồi đó, là đi đi có khám, nó nói như vậy. Từ hồi đó giờ là ông không có đi khám, ông ngài, ông kêu lên bác sĩ nữ không à, ông nam, ông sơ của ông ngài, ông đi, ông cũng ngại mà. Ông ngại là đúng thôi, ông ngại bác sĩ nữ là một chuyện rồi, xong rồi ông ấy lại ngại là bệnh tật, và những cái bệnh tật ở cái chỗ đấy nó nhạy cảm lắm. Rồi người ta lại bảo ông ấy yếu, rồi ông ấy không phải là đàn ông, cho nên là ông ấy rất là ngại, không phải ông ấy đâu mà nhiều người ngại. Nhưng mà thực ra là ông ấy còn trẻ lắm, ông mới có 39 tuổi, cái đời sống tình dục của ông ấy sẽ còn rất là dài. Cho nên là có ngại cũng phải đi khám để kiểm tra xem nó như thế nào. Cách đây 7-8 năm, tức là lúc đấy là ông ấy cũng đã ngoài ngoài 30 rồi, và ông ấy bị mắc quai bị, đúng không? Ở những cái người mà càng lớn tuổi càng bị mắc quai bị thì những cái biến chứng của quai bị lên cơ quan sinh dục, đặc biệt là lên tinh hoàn, thì nó càng nhiều. Và tinh hoàn thì lại là cái cơ quan để sản xuất ra cái nội tiết tố sinh dục nam ấy, testosterone. Chính vì thế là có thể là cái biến chứng của quai bị từ cái thời đó nó cũng ảnh hưởng tới hoạt động của tinh hoàn. Mặt khác thì hiện nay là trong tinh hoàn thì cũng đang có rất nhiều các cái người ta gọi là những cái hạt lắng đọng ấy. Thế và nó cũng có thể là một trong những cái nguyên nhân gây ra những cái hiện tượng như vậy. Hiện nay thì có lẽ là những cái dấu hiệu bệnh lý tại cơ quan sinh dục, tức là tại tinh hoàn, thì có thể là nó khá là rõ đối với trong cái trường hợp của chồng bạn ấy. Thế vì thế là cố gắng là đi kiểm tra, đi khám ở những cái bệnh viện mà người ta có chuyên khoa về nam học ấy. Thì người ta sẽ khám kỹ cho chồng bạn. Ví dụ người ta sẽ siêu âm cho chồng bạn này, rồi người ta sẽ có thể là phải kiểm tra cả các cái vận mạch, tức là cái hoạt động của mạch máu mà đến cơ quan sinh dục như thế nào. Mạch máu ở đến dương vật này, rồi đến tinh hoàn, rồi đến các cái cơ quan sinh dục nó như thế nào đấy, để người ta kiểm tra xem. Thế và chính vì thế là nếu mà ở Đà Lạt thì tôi không biết là ở Đà Lạt thì đi ra những cái bệnh viện trung ương nào thì tốt nhỉ? Ví dụ nếu vào thành phố Hồ Chí Minh nhá, thì có thể đến những cái bệnh viện như là bệnh viện 115, bệnh viện Bình Dân, tức là những cái bệnh viện người ta có cái khoa nam học rất là tốt. Hoặc là có thể đến bệnh viện Trung ương Huế, đa khoa Trung ương Huế nhá. Là ở những cái bệnh viện đấy, phải đến những cái bệnh viện như thế thì người ta mới có đủ phương tiện cũng như là đủ các cái điều kiện để kiểm tra sức khỏe cho chồng bạn được. Và từ đó thì mới có thể tìm ra nguyên nhân và điều trị cũng như là cải thiện hơn được cái sức khỏe cho chồng bạn nhé. Vâng. Vâng. Hy vọng là bạn sẽ động viên chồng mình để đi khám, cải thiện được cái cuộc sống vợ chồng của mình nhé. Đảm bảo hạnh phúc. Chào bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng gọi đến chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của chúng ta ngày hôm nay. Thưa quý vị thính giả cùng các bạn và thưa hai chuyên gia, có thể thấy rằng là trong chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của chúng ta ngày hôm nay có tận 3 cuộc điện thoại liên quan đến vấn đề rối loạn cương dương, yếu sinh lý, đúng không ạ? Mà các khách hàng đều rất là còn rất trẻ, đúng không ạ? Đây nó có biểu hiện về bệnh lý và tâm lý, đúng không anh Đinh Đoàn? Vâng, đúng là ngẫu nhiên, chúng ta không đoán trước là hôm nay sẽ gặp những cuộc điện thoại nào. Dạ. Nhưng mà có 7-8 cuộc gì thì tới 3 cuộc là những người đàn ông
thấp nhất là 39, rồi người thì 47, cao nhất là 47, đều có dấu hiệu là rối loạn cương dương. Cái này là một thứ đáng báo động, báo động về mặt lối sống. Đầu tiên là cho rằng lối sống. Dạ. Bởi vì sức khỏe tình dục nó là một trong khía cạnh biểu hiện của sức khỏe tổng thể. Vâng. Nếu mà người đàn ông ăn uống nhậu nhẹt bê tha, không cân đối giữa lao động với nghỉ ngơi, đêm thì thức khuya để nghịch, rồi ôm điện thoại chat chít, ban ngày thì lao động xong rồi uống nhiều bia rượu, nghiện đủ thứ trên đời. Vâng. Lại không luyện tập, lại không kiểm soát chiều cân nặng, gọi là trọng lượng cơ thể, lại không đi khám định kỳ để xem huyết áp tăng hay tiểu đường hay mỡ máu. Bởi vì rối loạn cương dương ấy, nó hay là hậu quả của những cái căn bệnh mà như nãy bác sĩ Hoàng Thị Hải nó nói, liên quan bệnh tim mạch, rồi là tiểu đường thì chắc chắn là ông mà còn uống thuốc tiểu đường nữa thì đừng có nói gì đến lên được. Vâng. Thế thì việc đầu tiên là nhắc nhở rằng đàn ông đang là thế, gọi là trước đây ấy, phụ nữ gọi là phái yếu, chứ hiện nay đàn ông mới là phái yếu đấy. Vâng. So với phụ nữ đấy, cái cô mà nãy cô ấy hừng hực như thế cơ mà. Vâng. Quyết tâm như thế cả về mặt tâm lý lẫn tinh thần, trong khi đàn ông thì yếu quá, yếu tật. Cho nên là chúng ta nhìn lại chúng ta để điều chỉnh cái lối sống là một. Dạ vâng. Cái việc thứ hai có lẽ cũng là phải thay đổi cái quan niệm này. Bộ phận sinh dục nó cũng là một bộ phận trên cơ thể chúng ta, nó như ngón tay, nó như cái tai của ta. Ta đau tai thì ta đi khám, ta đau ngón tay ta sẵn sàng đến bác sĩ. Sao đau nó hay là có vấn đề ở nó thì ta lại cứ ngại nhỉ. Vâng. Thôi bác sĩ, bác thích cầm thì cho nó cầm, bác cầm tí thì có làm sao mà cứ phải ngại mới tránh nhỉ. Vâng. Tôi nghĩ rằng đấy là một điều mà chúng ta đối xử không công bằng với cái bộ phận sinh sản, sinh dục của chúng ta. Dạ vâng. Có bệnh là phải đi khám, đúng không? Rồi. Bất cứ đâu. Kệ nó chứ, tôi lúc ấy tôi bệnh nhân, bà muốn cầm thì cầm, muốn nắm thì nắm, rồi viễn làm sao để chữa bệnh. Và bệnh gì cũng thế, khám thì bị chữa, chữa thì bị khỏi. Dạ vâng. Đấy, thế còn trừ trường hợp mà bác sĩ bảo y học bó tay thì lúc ấy tính sau. Vâng. Nhưng còn đại đa số các bệnh là đều có thể chữa chạy được. Cho nên là các bạn nam, những người đàn ông có bệnh mà liên quan tới cái bộ phận ấy cứ đi khám. Vâng. Không biết thì hỏi người khác là tôi muốn khám cái đó thì khám ở bệnh viện nào. Đấy mà, thậm chí lên trên mạng search xem là bệnh viện nào cũng được. Mất tí tiền, đang từ Đà Lạt tôi nghĩ là làm một chuyến xe, đi xe buýt cũng được, xe khách cũng được. Xuống thành phố Hồ Chí Minh chắc là độ một vài trăm ngàn tiền thì xe thôi. Ở đó thì lại rất là nhiều rồi. Bệnh viện mà mình gửi bỏ được những cái lo lắng rồi cứ mà lúc đó thì họ biết mình là ai nữa đâu, đúng không? Rồi. Đấy. Có hai vấn đề mà tôi nhắc, một là vấn đề lối sống phải điều chỉnh. Thứ hai là phải đối xử tử tế với này cái bộ phận sinh dục của mình, chăm sóc nó đầy đủ. Vâng, rõ ràng là cái cuộc sống hiện đại hơn thì cái bộ phận ấy yếu đi cả, bác sĩ Hoàng Thị Hải. Có phải thế không ạ? Dạ đúng ạ. Vâng. Nó cũng như thế. Đấy là chính là các vấn đề liên quan tới lối sống. Vâng. Như ông Đoàn anh đã nói. Vâng. Rất nhiều các cái yếu tố lối sống, ví dụ như là dinh dưỡng không cân đối, ví dụ như là lười tập thể thao, ví dụ như là lạm dụng các cái chất gây nghiện, chất kích thích. Thế và một cái điều nữa là hiện nay là chúng ta, các bạn nam rất dễ bị mắc phải, đấy là chúng ta làm những cái nghề liên quan tới IT, liên quan tới công nghệ. Và chúng ta ngồi rất là lâu trong một thời gian dài. Hoặc là những cái bạn mà lái xe đường dài chẳng hạn. Là khi chúng ta ngồi, những cái nghề gì mà cứ ngồi lâu, không chịu đứng lên, không chịu vận động, không chịu thay đổi tư thế, thì nó đều hạn chế tới việc cung cấp máu cho cái vùng vùng của cơ quan sinh dục, vùng mông ấy ạ. Dạ vâng. Và chính là một, đấy chính là một trong những cái nguyên nhân có thể gây ra những cái bệnh lý. Với một cái thứ hai nữa, tôi hoàn toàn đồng ý là hiện nay á, rất nhiều người cũng vẫn là ngại đi khám. Vâng. Và từ cái ngại đi khám đấy thì bắt đầu là đồn thổi rồi là ăn con gì, uống cái gì để cho nó khỏe, và không hề nghĩ rằng là cái việc ăn con gì hay uống cái gì đấy nhiều khi nó lại như con dao hai lưỡi, và nó lại làm cho tình trạng của mình nó không những đã không được cải thiện mà nó lại còn xấu hơn. Đã đấy bà. Vì có phải là cái gì ăn cũng được hay cái gì uống cũng được đâu ạ, đấy, khi mà mình chưa biết nguyên nhân. Và một điều hiện nay tôi thấy cũng rất là mừng, đấy chính là phụ nữ ạ. Phụ nữ cũng đã vào cuộc, phụ nữ đã rất là quan tâm, và bên cạnh đấy thì phụ nữ, nhiều người phụ nữ không phải chỉ là dè bỉu chê bai làm cho đàn ông người ta tự ti hơn đâu ạ. Và rất nhiều phụ nữ đã quan tâm rồi đồng hành cùng với chồng, động viên, khuyến khích chồng đi khám, động viên. Và đôi khi phụ nữ thì như là những cái người điều dưỡng rất là thân thiết để cho người đàn ông người ta
khi mà phải cởi mở điều hơn trị luôn. Chẳng hạn. Vâng, đấy. Bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Giang. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Bắc Giang ạ. À, đây rồi, em đây rồi. Dạ vâng, tôi nghe đây, câu hỏi của bạn là gì ạ? Vâng, em muốn hỏi chị là em thì năm nay là ngoài 50 tuổi, 54 tuổi rồi. Dạ vâng. Thế em có đi lại với một cô bé là sinh năm 1980. Thì em với người ta đi lại được 12 năm. Vâng. Thì giữa em với người ta là có được một đứa con rồi. Thế xong đó thì vừa rồi thì trong cái thời gian 12 năm thì giữa em với cô ấy đi lại nhiều lần và đồng có nghĩa là quan hệ bao nhiêu năm rồi, nhưng mà cô ấy gần như là lão thai liên tục, lão hút liên tục, sinh ra cái dạ con nó bị mỏng. Thế vừa rồi chúng em thì lại quan hệ thì tiếp tục lại có bầu thì cô ấy thì chồng không còn. Vâng. Cô ấy muốn là có nghĩa khi dạ con nó mỏng thì cô ấy không đi lão hút được. Thì cô ấy có nói là anh ấy bây giờ thì có bầu rồi thì cái bầu đó thì để em giải quyết thế nào thì trong đó cô bé ấy thì cô đi một bước nữa, mà một cái bước nữa thì gần như em không biết. Thế gần như một được khoảng độ một tháng trời cô cắt hết điện thoại thì trong đó em cũng lần hỏi xin lỗi bạn à... Alo, bạn vừa nói là cô đi một bước nữa, tức là cô ấy yêu thêm một người nữa đúng không ạ? Có nghĩa là cô ấy lại lấy chồng. À, cô lấy lại lấy chồng. Khác. Vâng. Đấy. Lấy chồng để mục tiêu cô ấy là để khép kín cái thai đấy. Dạ. Đấy. Nhưng xong đó thì được khoảng độ 2 tháng thì cái thai nó ra. Cái thai ra thì trước khi mà bọn em là chia tay, không phải là chỉ có nghĩa là cô ấy chia tay mấy em ấy. Vâng. Cô ấy có nghĩa là giấu hết điện thoại, cắt hết số, không quan hệ, và đồng nghĩa là em cũng tìm hiểu thì hôm nay em vào nhà thì bất gặp là một người khác đến ở nhà, xong đó cô ấy giới thiệu luôn là anh ấy đây là chồng em. Vâng. Thì em cũng nói rõ luôn mà ơi thôi em nếu đi lấy chồng thì anh cũng không can hệ, hôm nay anh vào anh thăm con anh và anh thăm đứa con của anh trong bụng. Vâng. Thì trong đó người thứ ba là cũng xuất hiện ở đấy. Đến xong đó thì được hơn một tháng thì cái thai là nó ra. Thì cô này có nghĩa là cô khi mà cô ấy em bảo là thao vào thăm thì cô cũng nhảy lên cô đẩy tát em. Và xong đó thì sau một tháng thì cái thai nó ra. Thì lúc đó cô ấy cũng có điện em là anh ơi thì thai của con mình ra mất rồi. Vâng. Mà bây giờ em không yêu người ta nhưng mà chẳng qua là vì em khép kín. Thế nên là thực sự mà nói là em cũng rất đau khổ mà em đã phản bội. Thế cho đến bây giờ con này không được ra rồi thì giữa người ta với lại cái cô đấy thì bây giờ cứ cãi nhau suốt ngày. Vâng. Thì cô là nói chung là cô không bỏ được em. Thế thì em cũng rất bối rối mà bây giờ thì cái chàng trai kia thì có nghĩa là vừa xây nhà cửa xong. Nói chung là một biệt thự là tầm khoảng 4 tỷ nhưng mà cô không về nhà bên nhà chồng. Cô bạn gái của bạn với cả anh chàng kia thì có kết hôn chính thức không ạ? Vì là một cái tát của cô ấy tát em thì cô ấy nghĩ là không còn gì nữa. Alo, xin lỗi bạn cho tôi hỏi là bạn gái của bạn đó với cả anh chàng kia có kết hôn chính thức hay không ạ? Hay là hai người cũng chỉ qua lại với nhau thôi? Vì là cô ấy tát em, khi em nhảy vào đấy thì cô ấy tát em thì em bảo là vào thăm con thì cô bảo làm gì có con nào. Vâng. Cô ấy tát em cái thì trong đó là cô cũng ân hận và trong đó cô buông xuôi tất cả là cô đi đăng ký. Dạ. Vậy bây giờ bạn muốn quay trở lại với cô hay là muốn chúng tôi tư vấn như thế nào em ạ? Em thì bây giờ nó có một cái khó này, cái chàng trai kia nó không bỏ. Vâng. Suốt ngày cãi nhau nhưng cô nó không bỏ và nó giữ điện thoại và nó nắp camera để nó giám sát cô này. Vâng. Thì càng giám sát bao nhiêu thì cô này lại càng tức bấy nhiêu, hai bên cãi nhau suốt ngày nhưng cô ấy quay lại với em thì thực sự mà nói thì em cũng đang khó. Vâng, rất là khó xử đúng không ạ? Vì là giữa bạn và cô ấy cũng không có cái gì ràng buộc chính thức đúng không? Đúng rồi. Hai bạn cũng không là kết hôn chính thức. Không có kết hôn chính thức nhưng mà chúng em đã đi lại với nhau 12 năm rồi. Vâng, vâng, tôi hiểu rồi ạ. Vâng, câu chuyện của bạn sẽ được chuyển tới chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Anh Đoàn sẽ tư vấn cụ thể cho bạn nhé. Xin mời anh Đoàn ạ. Xin chào bạn. Vâng, chào anh. Thật ra để nghe xong câu chuyện của anh thì tôi
tôi thấy nó buồn quá. Vâng, đúng là buồn thật anh. Nó buồn ở đây là thế này này, chúng ta đang đứng trước rất nhiều những câu hỏi, nhiều vấn đề. Nhưng mà ở đây chính ra nó là hậu quả của lối sống của mình. Mà theo đúng như các cụ nói là mình gieo gió thì nay đến ngày gặp bão. Đúng đấy. Mình là người đàn ông, tôi không biết rằng là anh vợ thật con chính có đến bao nhiêu. Nhưng mà chung sống với một cô gái 12 năm, cô ấy còn trẻ. Rồi mình sống thiếu trách nhiệm đến mức độ là cứ quan hệ thoải mái đến nỗi là cứ có thai thì đi nạo. Mà mình cũng có hiểu biết rằng là nạo thai nhiều lần thì tử cung nó sẽ mỏng cái thành tử cung ra rồi rất ảnh hưởng tới sức khỏe. Thế mà rồi cũng không có tìm hiểu, không có giữ gìn gì cho nhau. Anh ơi, cho em đỡ đời anh là khi bọn em quan hệ thì em cũng có bảo là thôi em uống thuốc tránh thai vào. Trời. Thế nhưng mà cô cứ là quên. Đấy, mãi công việc cô không, quên thì lại tôi đang nói cả hai chứ không phải mình anh. Vâng, cả hai người tham gia vào một mối quan hệ mà chả nghĩ đến hậu quả, thiếu trách nhiệm với nhau quá. Thế rồi tôi thì không dám phê phán, mỗi người có một lối sống, nhưng mà cái cô gái kia ấy tôi thấy cũng chẳng được. Mình là con gái, chồng không có, đi chung sống với một người đàn ông 12 năm đã có gần hai đứa con, thế mà còn để đưa vào bẫy một người đàn ông vô tội là cái anh chồng mà hiện nay của người ta tử tế, người ta nghĩ rằng cô ấy đàng hoàng, người ta cũng thương. Tức là sao mình sống xong rồi mình có toàn đi bắt người khác phải đổ vỏ nó là làm sao? Thế thì tội cho người ta quá. Đúng đấy, em cũng nghĩ thế. Đấy, bởi vì ngay cả đến lúc đi bước chân ra đi, cô cũng nói với này anh rằng là em chỉ muốn cho nó hợp thức hóa cái thai. Nghĩa là bắt một người khác gánh chịu một cái điều mà mình do cái lối sống không đàng hoàng của mình mang lại. Sao chúng ta không lúc bàn một cái cách khác tốt hơn, đúng không? Rằng là cứ ơi, nghe theo dõi bác sĩ. Em đỡ lại là khi cô ấy bảo là anh ơi em có bầu rồi thì cái thai em tính nào tính, nhưng mà được thời gian ngắn thì cô lại điện em là lại không phải có thai anh ạ. Nhưng chính thức là cô đi người khác mà cô ấy giấu toàn phần với em. Thôi cái chuyện ấy là nói chung là mọi người nó có nhiều uẩn khúc lắm, và sống với nhau nó cũng không thật sự là có trách nhiệm, và cũng cứ che cái điều này giấu cái điều kia. Nếu như mà yên lành hạnh phúc thì chắc là cũng chả có, cũng anh cũng còn ăn vài cái tát nữa, tức là mỗi lần mon men. Nhưng vì con thì không còn, và lại đến với nhau bằng cái sự lừa dối, mà lừa dối bây giờ không còn cớ để mà lừa nữa. Lơ cái gì tình cảm nó không có thì nghe có vẻ anh chị lại đang muốn mon men nối lại cái đúng chuyện mối tình vâng. kia, đúng không ạ? Mà em đang khó. Tôi hỏi một chút, anh thì vợ với con của mình thế nào? Báo cáo anh là em thì có vợ và em có 4 đứa con. Trời ơi, các cháu khôn lớn trưởng thành chưa? Vâng. Các cháu trưởng thành hết rồi. Thế ạ? Các cháu với chị có biết là anh có một bạn nói gái chung không? Là vợ em thì cũng có phần nghi một chút. Nhưng mà nói chung là giờ thì khi mà cô ấy đi lấy chồng thì em cũng bảo ngay là thôi bây giờ đấy người ta đi lấy chồng ấy, em đừng có nghĩ cái loại thôi thì tất cả là thôi đấy. Nhưng mà không ngờ cô ấy cho đến bây giờ là cô ấy bảo nếu mà thiếu anh thì em không thể sống nổi, bởi vì khi tình yêu chuẩn bị mất em mới cảm thấy nó quý giá như thế nào. Ôi trời ơi, anh nhớ anh là ngoài 50 rồi nhé. Anh đừng có như một cậu bé mười mấy, 20 mới lớn để mà nghe rằng không có anh em chết. Lúc người ta dứt chân ra đi, chuẩn bị người ta lấy chồng, người ta chỉ muốn là anh buông người ta ra để người ta lấy chồng, cho nên người ta lựa chọn cuộc sống của người ta. Thế rồi thậm chí anh đòi đến thăm con, người ta còn tát cho con, làm gì có con nào. Lúc ấy người ta có nghĩ không? Người ta nghĩ đến đời người ta. Thế còn bây giờ thì người ta chơi vơi, người ta chơi với, người ta không có cái gì thì giờ đi mắc núi trở lại mắc sông, người ta gieo cho anh vài cái câu như thế. Mình phải biết mình là ai. Tôi nghĩ rằng cái điều mà anh có lớn nhất hiện nay là có bà vợ với lại 4 cháu trưởng thành, mà cũng may mắn, không biết gọi là may mắn hay không, nhưng mà chị cũng là người, một là thôi cũng sống đơn giản, chị không biết, chứ còn những người phụ nữ người ta nhạy cảm, chồng có bồ mì mấy năm là còn có con riêng, người ta biết thì chắc là không biết là anh bây giờ anh có còn ngồi không. Thế thì bây giờ thế này 50 mấy rồi, cũng chỉ được vài năm nữa là nó cũng mình không cưỡng lại được quy luật của trời đất đâu mà. Còn ông 60, ngoài 60 lúc ấy cũng bắt đầu nảy sinh ra, đầu gối chân run rồi cũng gút, cũng tiểu đường, cũng mỡ máu. Lúc ấy ốm đau lại bà vợ với các con chăm sóc chứ chả phải cái cô kia đâu.
nhá. Sống làm sao để cuối đời á mình nó thanh thản, còn thì mỗi con người có thể có những chút lỗi lầm, cái chút của anh hơi to đấy. Thế nhưng mà thôi thì người ta cũng sẽ dễ đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Nếu bây giờ anh chỉ vì vài cái câu này na khác mà anh nối lại xong rồi lại bắt đầu một cuộc sống giống như trước, cũng ăn với nhau, cũng ngủ với nhau, rồi lại có thai, rồi lại lúc ấy còn bục thêm dạ con nữa, thế rồi ảnh hưởng tới sức khỏe, còn chết dở nữa cơ nhá. Thế còn nếu tốt ấy thì khuyên cô ấy là hãy bình tĩnh, và đặc biệt là đi khám sức khỏe tổng thể đi, để bác sĩ tư vấn cho rằng là trong trường hợp của cô có nên lấy chồng nữa không, nếu lấy chồng thì thắt hay cắt hay là làm sao để mà, hoặc là có sinh đẻ nữa hay không nhá. Đấy, đấy là tức là cứ xem tới lời anh là hiện tại bây giờ cô ấy lấy người kia là có đăng ký, nhưng mà cô này muốn bỏ nhưng người ta không bỏ, người ta quyết tâm không bỏ. Thứ nhất đấy là việc của hai người. Thế còn thì dù có thế nào chăng nữa thì không có tình cảm nhưng đã có đăng ký kết hôn, nghĩa là thành vợ thành chồng, muốn chia tay đàng hoàng thì phải ra tòa ly hôn. Mà ly hôn thì bảo cô ấy và anh ấy nghiên cứu luật hôn nhân gia đình. Nếu như thật sự rất kiên quyết muốn bỏ thì thậm chí cứ viết đơn một người ký cũng được, tòa án sẽ xem xét nhé, chứ không cần thiết là phải thuận tình nhé. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia của chương trình sẽ giúp cho bạn điều chỉnh được lối sống của mình. Cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình ạ. Cảm ơn anh Đinh Đoàn đã. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Hòa Bình. Alo. Vâng, tôi nghe đây ạ. Vâng ạ. Tôi có một câu hỏi muốn nhờ bác sĩ tư vấn giúp ạ. Vâng, tôi nghe đây, chị nói đi ạ. Tôi muốn hỏi cho con gái mà từ bị kiểu ngoài giặc quan ấy một lần ấy, thì bây giờ cắt một vòi trứng, bây giờ còn một vòi nữa, thì bây giờ cả thai tự nhiên, có thể cả thai tự nhiên được không? Dạ vâng, câu hỏi của chị sẽ được gửi tới bác sĩ Hoàng Thúy Hải, bác sĩ sẽ tư vấn rất là cụ thể cho chị. Xin mời ạ. Thưa chào chị. Vâng ạ, chào chị. Khổ thân con nhỉ. Vâng. Đấy là thai lần đầu của cháu à? Vâng ạ, thai lần đầu ạ. Thế à, con bao nhiêu tuổi chị? 26 tuổi ạ. À, 26 tuổi rồi. Cái lần mà thai ngoài tử cung đấy lâu chưa chị? Từ tháng 5 ạ. À, tháng 5 của năm 2019 ấy hả? Đúng không chị? Tức là gần một năm nay rồi đúng không? Vâng ạ. Vâng. Hiện nay thì sức khỏe của con tốt không chị? Cũng khá tốt ạ. Hồi đó là cái khối trưởng ngoài tử cung đấy nó vỡ chưa hay là người ta can thiệp chủ động? Can thiệp chủ động, gần vỡ rồi. Nghe bà cứ chảy ra máu xong đến lúc là đi mổ là gần vỡ rồi. Thế à, nhưng mà cũng chỉ mổ nội soi đúng không? Mổ nội soi đúng không? Mổ mở to lắm ạ. À, mổ mở. Thực ra thì về mặt lý thuyết là vòi trứng hai bên ý, mỗi người phụ nữ thì có hai cái vòi trứng. Và hai vòi trứng hai bên đấy nó độc lập với nhau chị ạ. Ví dụ như là nếu không may mà một bên này nó bị tắc, hoặc là bị hẹp, hoặc là bị dính đấy, hoặc là như con mình là sau khi có cái trưởng ngoài tử cung và đã bị cắt, thì cái bên kia nó vẫn có thể có thai bình thường chị ạ. Vâng. Đấy, cái buồng trứng ở bên đó nó hoạt động tốt thì trứng nó vẫn rụng và con vẫn có thể có thai được. Tuy nhiên thì thứ nhất là ở thời điểm này thì con chưa nên có thai lại. Vâng. Tốt nhất là để khoảng 18 tháng, tức là khoảng bây giờ là con khoảng 10 tháng rồi, thì để khoảng 6-7 tháng nữa thì hãy quyết định có thai lại. Để cho cơ thể nó hoàn toàn hồi phục, kể cả về mặt tâm lý cũng như là về mặt sức khỏe. Thế và trước khi thiếu nội tiết thì có phải thiếu nội tiết thì cũng hơi thai trường ở dạ con không ạ? Không phải như thế ạ. Vâng. Thiếu nội tiết thì nó có thể ảnh hưởng tới việc có thai tự nhiên. Thế còn trưởng ngoài dạ con thì phần lớn là do cái vòi trứng ở bên đó nó có vấn đề, cho nên nó không thông thoát, hoặc là nó có vấn đề trục trặc gì đấy, nó làm cho cái phôi thai sau khi đã được thụ tinh nó không xuống làm tổ ở trong tử cung được. Vì thế cho nên nó mới gây ra cái hiện tượng là trưởng ngoài tử cung là vì như vậy. Thế nhưng mà để cẩn thận nhé ạ, thì thứ nhất là về thời gian thì tôi đã nói với chị rồi, nên để thêm 6-7 tháng nữa thì hãng quyết định có thai lại. Thế và trước khi quyết định có thai lại thì
con gái chị nên đi kiểm tra sức khỏe tổng thể, đặc biệt là kiểm tra sâu một chút về sức khỏe sinh sản của bạn ấy, đặc biệt là kiểm tra xem cái vòi trứng ở bên còn lại ạ, nó có tốt không nhá, nó có mềm mại, có thông thoát không, thế rồi buồng trứng như thế nào, thậm chí là kiểm tra xem cả chất lượng trứng xem nó có tốt không nhá. Nếu có điều kiện có thể làm những cái xét nghiệm sâu một chút, ví dụ làm cả yếu tố RH chẳng hạn của hai vợ chồng vân vân, thì khi mình càng chuẩn bị kỹ thì cái tiên lượng về cái nguy cơ rủi ro nó càng cao chị ạ. Con đã bị một lần rồi, nếu như mà bị một lần nữa mà tắc ở bên kia thì cái cơ hội làm mẹ tự nhiên của con nó rất là khó. Vì thế lần này phải chuẩn bị thật kỹ, và đi khám sức khỏe thì nên đi cả hai vợ chồng nhá. Tôi muốn hỏi một chuyện thật gì nữa. Thì bây giờ con thông báo bảo là hôm nay lại thấy có hai vạch chị ạ. Cái gì hả chị? Ngày hôm nay con nó lại thông báo lại có hai vạch rồi đấy ạ. À, tức là nó lại có thai rồi ấy hả? Vâng ạ. Ờ. Bây giờ phải làm thế nào ạ? Thôi bây giờ thì nó đã có thai rồi. Tưởng là nó chưa có thai chứ bây giờ nó đã có thai rồi thì... Vừa thông báo lúc nãy là bảo là có hai vạch ạ. Ờ, thế thì tốt nhất là... trường hợp như bạn này thì thứ nhất là bây giờ thì cũng đừng quá lo lắng gì, và phải đưa bạn ý đến ngay khoa sản của bệnh viện tỉnh đi. Chị đến bệnh viện tỉnh Hòa Bình nhá. Ừ, thế xong là bác sĩ người ta sẽ theo dõi cho thôi nhá. Bây giờ lại là giai đoạn rất là quan trọng, theo dõi cho đến bao giờ mà thai làm tổ trong tử cung rồi thì mới có thể yên tâm được. Giờ này đã có thai rồi thì không ai can thiệp gì và cũng không ai tác động gì vào đấy được nữa nhá. Ừ, nhưng mà đi lên bệnh viện để bác sĩ người ta siêu âm, người ta xem xét cho mình từng giai đoạn một để tiên lượng thật là tốt việc là liệu con có bị rủi ro như lần trước nữa hay không. Đấy, và chỉ khi nào thai làm tổ ở trong tử cung rồi thì mới có thể hoàn toàn yên tâm được nhá. Ừ, thế chị đi cùng với con đi nhá. Cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình ạ. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Ninh. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Bắc Ninh ạ. À, đây em ạ. Vâng, tôi nghe đây. Vâng. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Cho tôi hỏi là tôi đã kết hôn được 32 năm ấy. Dạ, mà trong 32 năm đấy là kiểu như là chồng tôi là kiểu như là hầu như là năm nào tôi cũng bị chửi và đánh một vài trận một năm. Vâng. Có hai đứa con gái thì cũng lúc nào nó cũng khuyên mẹ là nên chia tay. Nhưng mà trước kia con nhỏ thì thôi thương con là chữ níu cá cũng lại, nhưng mà đến bây giờ là cũng tôi 53 tuổi rồi. Vâng. Có hai đứa cháu ngoại rồi, mà hôm nọ hôm mùng 2 là chồng tôi đánh tôi trước cả mặt rể và hai đứa con và cháu. Dạ. À, chị bây giờ vẫn lăn tăn là không biết nên tiếp tục hay là chia tay theo lời khuyên của các con đúng không ạ? Vâng, vâng. Vâng, đúng là vai trò làm người vợ, người mẹ trong gia đình nhiều lúc cũng rất là khó xử. Câu chuyện của chị sẽ được gửi tới anh Đinh Đoàn là chuyên gia tư vấn của chương trình chúng tôi. Xin mời anh Đoàn. Vâng ạ. Rồi, xin chào chị. Em chào anh ạ. 32 năm qua, mỗi năm 2-3 lần. Vâng. Rồi mình có thay đổi gì không? Mình có rút ra bài học gì không? Hay là cứ túc tắc như vậy? Chỉ biết là ông ấy cứ hay bực bội, cáu giận thì ông ấy đánh. Mỗi một lần như thế mình có rút ra, ví dụ có những người ta thấy rằng là những cái lúc mà lão ấy say thôi mình cứ kệ lão, mình không nói nhiều làm gì. Thế hoặc là ông ấy điên lên là bởi vì mình có mỗi hai cô con gái, xong suốt ngày lại bảo ông là đấy là lỗi tại ông không biết đẻ. Thế hay là chê ông làm được ít tiền, tức là mình thực ra trong cuộc sống của chúng ta, khi gặp bất cứ một chuyện gì, chúng ta cũng đều ngồi ngẫm lại, cũng suy nghĩ xem... Như hiện nay là anh này, nhà em thì đúng nào cũng không kiếm được ra tiền, nhưng mà em về cái chuyện tiền nong thì em cũng không quan trọng, bởi vì là mình cũng không quan trọng lắm về cái tiền.
Nhưng mà nhà em là kiểu như ý là nó cứ cũng có tư tưởng ở quê, là cứ tư tưởng là không có con trai ấy. Rồi. Cách đây độ năm 2005 thì là nhà bố mẹ chồng là cũng đã cho tiền chồng để cưới một cô vợ khác là giấu em. Ôi thì xong cái đợt đấy là con mẹ con em mới biết thì con em nó cũng bị sang tận nhà cái cô kia. Người ta mới bảo là hôm qua là bố cháu với cả cô Sơn là vừa cưới nhau thì con em nó cũng bảo là cái chuyện này là mẹ cháu, mẹ con cháu không biết. Đang nghe cái chuyện việc này là mẹ cháu phải biết nhưng mà tại sao mẹ cháu không biết. Thế thì bên kia người bảo là bố ông bà cháu cho người sang hỏi cưới cô Sơn là cưới hôm qua rồi đấy. Thế thì xong cái cuộc hôn nhân đấy nó không kéo dài được bao lâu, chỉ được vài tháng là chia tay thôi anh ạ. Thế thì em cũng vẫn cố chịu đựng bởi vì lúc đấy là con gái lớn thì em nó mới đang học lớp 10. Thế xong thì con gái nhà em nó đỗ đại học y là 6 năm là em nuôi cháu 6 năm học. Ra trường em xin việc cho nó rồi đến bây giờ là nó lấy chồng và đã có con, hai đứa con. Rồi tóm lại thế này đi. Mình ở đâu nhỉ? Mình nãy nghe không? Em ở Bắc Ninh ạ. Trời ơi, Bắc Ninh cách thủ đô ánh sáng có vài chục cây số mà còn đi lấy vợ hai khi không có con trai này, rồi lại còn đi lấy chui, rồi ông bà nội đồng ý ủng hộ, rồi lại có một cô phụ nữ, một người phụ nữ chấp nhận làm vợ hai để này, xem có đẻ hộ con trai của anh. Thì tôi thấy sao nó cứ như ở đâu ấy, nó giá như những năm 80, 70 của thế kỷ trước thì cũng được, nhưng mà buồn quá. Mình bây giờ sức khỏe thế nào? Bản thân mình em thì vẫn khỏe nhưng mà cách đây độ 3 năm là em phát hiện ra là em bị cái nhân tuyến giáp ấy, nhưng mà nhân của em là nhân lành anh ạ. Ôi thì tốt quá. Làm ăn được không? Tức là bây giờ hiện nay mình có làm ra tiền, kinh tế mình vẫn duy trì tốt không? Thu nhập thì em cũng nói thật với anh là ở dân quê thu nhập nó chỉ được 3 triệu hơn 3-4 triệu một tháng thôi chứ nó không được nhiều ạ. Thôi nên đấy là cũng được đấy, bằng người đi làm ở công ty, có những công ty nhỏ nhỏ chỉ có 3-4 triệu mà làm ngày 8 tiếng cả tuần đó. Thế rồi là các cháu thì lấy chồng ở gần đấy hay là nó ở xa lắm? Một con thì nó là bác sĩ, nó làm ở Bắc Ninh, nó lấy chồng luôn ở Bắc Ninh anh ạ. Còn rồi. Con thứ hai thì nó cũng vất vả là nó lấy chồng rồi sau này bây giờ lại chia tay nó về gia đình ấy. Rồi. Thế hôm nọ thì bố cũng đánh mẹ thì nó cũng có vào nó can, mình có cả rể đấy, nhưng rau rể nó cũng can, nhưng mà bố thì xông vào đánh, nên là rau đánh cả hai mẹ con luôn, nhưng mà em không nói năng gì. Thật sao sự đánh thì không nói năng gì nhỉ? Bây giờ em cứ chịu lên nặng, bởi vì là này, như năm ngoái mẹ em mới mất được, chưa được 50 ngày mà suốt ngày chửi em ấy. Được. Nhưng em cũng cứ cố nhịn, để bởi vì em nghĩ là muốn giữ hạnh phúc gia đình cho con. Để thế cho giữ con thì có hạnh phúc mẹ. Không? Mình bảo mình muốn giữ hạnh phúc, nhưng thật ra thì có hạnh phúc không? Đấy thì bây giờ em đang đến trong thời điểm này là em cũng đang bối rối. Thì muộn em, lắm đấy, 30 năm nay giá mình nó rắn giỏi một chút từ cái ngày còn trẻ ấy. Nếu mà ông đụng vào tôi làm sao mà ông cứ lèm nhèm suốt ngày nào. Bây giờ thì ông có muốn cái gì, ông có muốn thế này thế khác hay không? Thế rồi mình còn chia sẻ với này, mọi người, chị em trong xóm ngoài làng, còn có hội phụ nữ, rồi có chính quyền địa phương. Mình còn biết kêu lên chứ. Sao lại cứ nghĩ rằng là cam chịu rồi ông ấy chửi cũng ngồi yên, ông đánh cũng ngồi yên. Mà trong khi con gái con rể lớn xúc xích ngồi đấy. Tôi thấy mình cái đấy cần phải thay đổi. Không có cái gì bằng sức khỏe và tính mạng của bản thân. Ngộ nhỡ hôm nào ông ấy nhậu say quá, ông không có kiểm soát được, ông cầm dao ông ấy lao vào mình thì mình cũng đứng yên à. Thế cho nên là mình bây giờ thì cứ bảo rằng là một điều nhịn chín điều lành, nhưng mà nhịn lâu lắm rồi mà nó có lành đâu. Thế thì chứng tỏ rằng cái nhịn không phải là biện pháp. Bây giờ thế này, để không nhất thiết cái chuyện ly hôn hay không thì cũng không giải quyết được vấn đề gì, mà vấn đề là cải thiện cái cuộc sống hiện tại của mình ấy. Mình phải nhớ là bây giờ mình chẳng sợ ai nữa, mình có tiền, mình làm, mình tự ăn, mình nuôi được con mình, bên cạnh mình có con gái con rể, còn có cháu, rồi còn có mọi người hàng xóm láng giềng. Một mình ông ấy làm sao mà cứ lao, thích đánh lúc nào thì đánh được như vậy. Cần thiết thì kêu, cần thiết thì báo cho chỗ nọ chỗ kia. Mình cũng phải có những cái phản kháng nhất định. Em lần này em uất ức quá, đến chiều hôm đấy là cũng bị vẫn chửi em. Thế sau em cũng, bởi vì là lần này lại xúc phạm đến cái tên tục của mẹ em à. Bố mẹ em thì mất hết rồi. Thế thì em cũng bị nó cay. Thì hôm nọ sau em đi chiều hôm đấy em bảo là em cũng mày tao. Em bảo mày lúc nào mày chửi tao, mày cũng chửi bố chửi mẹ tao lên, tao nhịn mày nữa. Mà bây giờ tao thách mày đánh mày tao chiều nay đấy. Mày mà đánh tao chiều nay mày không đi tù, tao không phải giống người. Tao không dám gì, nên là bỏ đi. Đấy, tất nhiên là đây là do
bị dồn đến bước đường cùng rồi, tức nước thì vỡ bờ, nhưng nó chưa phải là cái chiến lược của mình, đúng không? À, Vâng. nhiều người cứ cam chịu nín chịu rồi bị bạo lực xong rồi cứ kìm nén, và cái sự chịu đựng bao giờ nó có giới hạn thôi, đến lúc mà không chịu nữa thì bung ra, có khi mình lại thành là người phạm tội đấy. Rất nhiều những vụ mà ở Vâng. trên 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 báo chí, trên đài báo đã nói đấy, người phụ Vâng. nữ hiền lành bao nhiêu năm bị chồng bạo lực mà cũng cứ nghiến răng chịu, nhưng mà rồi răng thì nó cũng có hạn thôi, đến lúc nó không còn răng được nữa thì bắt đầu là phản kháng, lại phản kháng một cách thái quá, dẫn tới là mình cũng Vâng. thế. Thì đấy, mình thuyết này, chỉ cần mình lên tiếng cao giọng một chút là ông ấy đã có vẻ khác rồi, đúng không? Ở đời người ta đôi khi người ta nói rằng mềm thì nắm, mà rắn thì người ta buông. Mình không hành hung gì ai, nhưng mà cũng đừng để cho người ta đè đầu cái cổ mình quá, nhất là những người mà chung sống với mình đầu gối tay ấp, đã coi như là gọi là bạn đời bạn đường mà để như thế thì không thể chịu được. Nhá, nhớ là bên cạnh mình còn có các con các cháu, còn có hàng xóm láng giềng, đi sinh hoạt chi hội phụ nữ đi, để thỉnh thoảng có những cái hội thảo hội nghị các chị chia sẻ kinh nghiệm phòng chống bạo lực gia đình. Thế rồi cố gắng giữ gìn sức khỏe để mà kiếm được tiền tự lập tự chủ thì mình sẽ đỡ khổ hơn nhé. Vâng, tôi cũng mong rằng những lời chúc của anh Đinh Đoàn vừa rồi cũng là lời chúc chung của chương trình gửi tới cho thính giả. Hy vọng rằng trong năm mới này thì cuộc sống gia đình của thính giả sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình ạ. Xin được cảm ơn anh Đinh Đoàn đã tư vấn. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Bình Thuận. Alo, Vâng, tôi nghe đây ạ. em hỏi về bộ phận sinh dục của chị à? Vâng, bạn nói cụ thể đi. Nhưng mà có vợ 7 năm rồi, mà trong 7 năm đó em có 2 đứa con mà, tại sao nhưng Alo, sao tín vẫn hiệu của bên bạn rất là khó nghe? Bạn nói to lên một chút đi ạ. Bạn nói to hơn và đừng... Vâng, bạn nói đi. bây giờ là 7 năm, mà trong vòng 7 năm đó em có 2 đứa con mà Dạ. lại em bị mắc cái bệnh gì mà em không biết, mà lại mà em chưa em đi cầu, nhưng có những cái giọt nước trắng như như là trên trung mình vậy, mà nên rõ giọt giọt là bị sao. Xin lỗi, bạn đã đi khám ở đâu chưa ạ? Bạn đã đi chưa khám bệnh viện chưa? chưa vậy Chưa đi khám ở đâu và hiện tượng đó thì bao nhiêu lâu rồi? thì cũng mà là cách đây cũng 5 năm 5 năm mà 5 năm rồi mà chưa đi khám ở đâu chưa chưa hả? khám đâu luôn. Vâng. Chứng tỏ là bạn cũng rất là tín nhiệm chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi đấy ạ. Vâng, bác sĩ Thế Hoàng cũng Thúy đi cũng Hải lâu của rồi. chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Xin mời bác sĩ Hải. Tôi chào bạn. Chào bác sĩ. Tôi cũng nghe câu chuyện của bạn với chị Ngọc rồi, nhưng mà tôi chưa hình dung ra lắm. Tức là 5 năm nay thì mỗi một lần bạn đi đại tiện ấy hả? Vâng, Đôi xong rồi khi bạn thấy có những cái gì ạ? có cái triệu chứng là nhỏ, mình đi khi đi cầu là nó khi đi cầu á, cường là mình cầu ra là nó có nhỏ như nhỏ giọt giọt như nước đục, như là nước trên trên tông mình vậy vậy à bác sĩ à. Tức là nhưng mà cái nhờ dịch nhầy đấy là nó đi ra ở đường đại tiện hay là lúc đấy là nó ra ở dương vật ạ? Ra dương vật. À, vâng. Tức là mỗi một lần bạn đi đại tiện thì cùng lúc đấy là sẽ đi tiểu tiện và thấy là có các cái dịch nó ra giống như là tinh dịch ấy hả? Dạ đúng rồi bác sĩ. Tôi xin lỗi là đời sống tình dục của nhà bạn có bình thường không ạ? Bình thường bác sĩ là bình thường bình thường. Vâng. Hai bạn vẫn quan hệ tình dục bình thường và cũng đã có 2 con rồi đúng không? Có 2 con rồi. Thế mỗi lần bạn xuất tinh bạn thấy nó có bình thường không? Khi mình quan hệ tình dục ấy ạ? Xuất tinh thì cũng thấy cũng bình thường thôi, mà cũng thấy bình thường rồi bác sĩ, cũng thấy cũng như bình thường, như là ở đó mình lớn lên vậy. Vâng, chỉ có bây giờ hơi băn khoăn một tí là cứ mỗi lần đi đại tiện mà kèm theo có tiểu tiện thì lại thấy có cái dịch trắng như là tinh dịch đúng không? Đúng rồi, cũng dịch nơi đây. Có thể nó cũng không không hoàn toàn phải là tinh dịch đâu. Mà nó là những cái dịch sinh dục khác hoặc là nó tức là cái nước tiểu của mình ấy, nhưng nó không phải là trong, nó không phải là như nước tiểu bình thường mà nó gọi là có cái dạng người ta gọi là dưỡng chất.
hoặc là một cái dịch nó không bình thường nhá. Chứ chưa chắc đã phải là tinh dịch, bởi vì là cái lúc này thì tôi có hỏi về cái đời sống tình dục của nhà bạn thì bạn vẫn quan hệ tình dục bình thường, vẫn có xuất tinh bình thường, chứng tỏ mình không có bí về xuất tinh, hay là không phải là khi mình quan hệ tình dục mình không có tinh dịch. Vì vậy cái khả năng mà tinh dịch ngược dòng thì nó cũng không phải là cao nhá. Thế cho nên là ban nãy chị Ngọc có hỏi bạn là tại sao bạn chưa đi khám, thì cái đấy nó cũng rất là quan trọng. Và cái bây giờ là mình cần phải đến bệnh viện tuyến, ít nhất tuyến huyện trở lên, và đơn giản là làm một cái xét nghiệm nước tiểu thôi mà nhá. Xét nghiệm nước tiểu hoặc là xét nghiệm hẳn cái dịch sinh dục của mình để xem cái dịch đấy nó là cái gì, thì lúc đấy mới có thể biết được bản chất cũng như là tìm được nguyên nhân là cái dịch đấy nó ở đâu ra. Đấy. Ừ, thì mới điều trị được chứ chưa chắc nó đã phải là tinh dịch đâu nhá. Ờ, thế mình cứ đi kiểm tra kỹ lại xem là nó bản chất nó là cái gì, thì lúc đấy mới xử lý được cho mình. Cái đó là nó cũng có khi nó cũng ngứa ở trong dương vật lắm mà. Cẩn thận không nó lại là một cái bệnh mắc bệnh lây truyền qua đường quan hệ tình dục, mà đấy có thể là một cái viêm nhiễm hoặc là một cái dịch sinh dục lạ gì đấy nhá. Tốt nhất là mình nên đi kiểm tra sức khỏe lại của mình đi. Đấy, và đến cái cơ sở mà người ta có cái xét nghiệm về dịch sinh dục hoặc là xét nghiệm nước tiểu, thì các bác sĩ người ta sẽ làm xét nghiệm cho mình, mới lúc đấy mới tìm được nguyên nhân nó là cái gì nhé. Chứ để lâu thì nghe nó cũng không tiện lắm. Đúng rồi, được đây để lâu sao để lâu nó bị sao nó bộ phận nhục mình nó bị nó bị đau. Đúng rồi. Chị nghĩ là có thể khả năng em có một cái bệnh viêm nhiễm của cơ quan sinh dục. Tốt nhất là em có thể đến bệnh viện đấy, như chị nói, tuyến huyện trở lên, hoặc là có đến bệnh viện chuyên về da liễu cũng được. Các bác sĩ người ta sẽ làm xét nghiệm và lúc đó thì sẽ tìm được nguyên nhân cho mình em nhé. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải đã tư vấn câu hỏi vừa rồi ạ. Và như bạn cũng đã nghe rõ đấy ạ, bác sĩ của chúng tôi cũng đã tư vấn và khuyên bạn cũng đi khám. Vậy thì bạn hãy đi khám đi và có thể sẽ tìm ra nguyên nhân của bệnh của mình nhé. Chúc bạn sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình ạ. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Điện Biên. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Điện Biên ạ. Alo ạ. Vâng, tôi nghe đây. Vâng, chị em muốn hỏi sức khỏe cho vợ. Vâng, bạn nói đi, chúng tôi lắng nghe mà. Vâng, vợ em thì kiểu sắp đến tháng là kiểu hay đau bụng. Vâng. Hay, kinh nguyệt thì kiểu cũng không đều. Dạ. Lúc thì 3 tháng, lúc thì nửa tháng, lúc thì 1 tháng. Vâng. Mà lúc nó sắp bị thì hiểu là đau trước 1 tuần ấy. À, vâng. Đau thì đau xuyên ở bên đưng ấy. Vâng. Mình hỏi xem là nó hay là tại vòng, mà mình trước nay chưa đặt vòng thì nó cũng không đâu mấy. Vâng. Bạn quả là một người chồng rất là yêu vợ của mình đấy ạ, quan tâm rất là chu đáo tới sức khỏe của người vợ của mình. Câu hỏi của bạn sẽ được gửi tới bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Bác sĩ sẽ tư vấn cụ thể cho bạn nhé. Xin mời bác sĩ. Chị chào em. Vâng, chào chị ạ. Thế vợ đâu mà không hỏi mà mình phải hỏi thế? Vợ lúc ngại không dám hỏi thì cảm thấy vợ kêu lâu thì em cũng nghĩ là thương vợ, thế là kiểu lúc lên sắp đến tháng thì kêu lâu ấy, chả biết làm sao được thì muốn xem nào hỏi này bác sĩ xem là nó có biện pháp nào để giải quyết được không. Riêng bạn này mà nếu mà đau hộ được là có khi cũng đau hộ luôn ấy nhỉ, yêu vợ thế không biết. Vợ bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi em? 36 tuổi ạ. 36 á hả? Vâng. Hai bạn lấy nhau lâu chưa? Được 5 năm rồi ạ. Thế có được mấy cháu rồi em? Có 2 cháu rồi ạ. Thế cái hiện tượng mà đau bụng khi đến tháng ấy, với lại chu kỳ kinh nguyệt không đều, thì nó từ ngày trước ấy hay là bây giờ trong giai đoạn gần đây nó mới xuất hiện? Kinh nguyệt không đều thì từ trước hồi con gái cũng ấy rồi, cũng không đều rồi ạ. Tức là không đều, ban nãy chị nghe em nói với chị Ngọc, tức là có lúc thì 3 tháng, lúc thì 2 tháng à? Nhưng mà thậm chí có lúc thì vài tuần nó đã khó rồi à? Dạ. Tức là kinh nguyệt như nào em? Có lúc thì tháng dưới ạ, nói chung là 1 tháng thì ít lắm, trong vòng 1 tháng có ấy.
À, tức là phải khoảng có đi. 1 tháng rưỡi, trung bình là 1 tháng rưỡi thì mới có hành kinh một lần gì. Vâng, Ừ, tức là cái đúng người đấy là người có chu kỳ kinh dài. Vòng kinh của người ta nó không phải là 30 ngày mà có thể nó là 45 ngày nó mới có hành kinh một lần. Thế và nếu như nó cứ đều như thế, tức là tháng nào nó cũng 45 ngày nó mới có hành kinh một lần thì đấy là người có chu kỳ kinh dài mà nhá. nó lại không đúng ngày cái chị ơi. Ừ, tại vì nó là chu kỳ kinh dài thì nó sẽ không thể đúng ngày được. Nó chênh sẽ chênh nhau so với cả cái tháng bình thường 15 ngày cơ mà nhá. Ừ. Vâng. Nhưng mà thôi dù sao thì chức năng quan trọng nhất là chức năng sinh đẻ thì mình cũng đã có 2 con rồi. Thế là tốt lắm rồi, bởi vì cũng có nhiều người có chu kỳ kinh nguyệt không đều ấy. Nó có do những cái bệnh lý của buồng trứng chẳng hạn, ví dụ như vậy thì nó còn ảnh hưởng đến việc có thai tự nhiên nữa cơ. Thế nhà Vâng. mình thì vợ sức khỏe vợ như thế mà có con như thế cũng đã là tốt rồi. Thế hiện nay thì vợ cứ đến tháng thì rất là đau bụng đúng không? Vâng. Ừ. Đâu cái xuyên ra đằng sau ấy. Thông thường thì phụ nữ ai đến tháng cũng sẽ có những cái dấu hiệu khó chịu mà. Có người thì đau bụng, có người thì đau lưng, có người thì rất là hay cáu gắt, rồi là đau ngực. Thế thậm chí có nhiều người rất là lạ, ví dụ như là lại bị rối loạn tiêu hóa hay là thèm ăn cái nọ cái kia so với cả bình thường vân vân. Tức là khi mà chuẩn bị đến chu kỳ kinh nguyệt thì do cái thay đổi cái nội tiết ở trong cơ thể cho nên nó có rất nhiều những cái dấu hiệu đấy. Thậm chí ở những người bình thường thì người ta chỉ cần là có những cái dấu hiệu đấy người ta biết là sắp đến chu kỳ kinh nguyệt rồi. Thế tuy nhiên thì vợ có một cái trường hợp thì vợ cần phải lưu ý đấy là gì, đấy chính là lạc nội mạc tử cung. Cũng cái bệnh này thì thường là nó hay gặp rất là sớm, nhưng mà có thể có nhiều người trước đây thì cái khối lạc nó còn nhỏ chẳng hạn thì nó chưa ảnh hưởng nhiều, nó cũng đau bụng như là những cái chu kỳ kinh nguyệt bình thường, nhưng mà khi mà lớn tuổi hơn hoặc là khi kích thước của cái khối lạc nội mạc tử cung đấy nó lớn lên chẳng hạn hoặc nó thay đổi thì đến đến bây giờ thì người ta mới cảm thấy là cái tác động của nó đến chu kỳ kinh nguyệt rất là nhiều. Ví dụ nó làm cho người ta rất là đau đau bụng, có những người đau lăn lộn, đau đau vã mồ hôi ra ấy, thậm chí là dùng thuốc giảm phải dùng thuốc giảm đau hoặc là kể cả dùng thuốc giảm đau nó cũng không đỡ. Thế thì trường hợp này thì lại phát hiện rất là dễ mà. Không không phải là khó. Thế em ở Điện Biên thì có thể là lúc nào mà nó đến gần đến cái chu kỳ kinh nguyệt ấy, tức là lúc nào mà nó bắt đầu đau đau chưa trước khoảng 1 tuần đấy thì cái lúc đấy mình nên đi đến cơ sở sản phụ khoa ấy, bác sĩ người ta khám cho. Thế và người ta sẽ siêu âm cho mình, cho vợ để xem có đúng là do cái bệnh đấy không. Bởi vì nếu đúng là khối lạc nội mạc tử cung thì nó lại đau nhiều liên quan tới chu kỳ kinh nguyệt. Tức là cái niêm mạc tử cung nó không chỉ nằm ở trong tử cung mà nó lại nằm ra ở bộ phận ngoài của cơ quan sinh dục. Và đấy người ta gọi là lạc nội mạc tử cung là vì như vậy. Cái khối lạc đấy thì nó tùy theo vị trí, có những người thì nó nằm ở phần phụ, có những người thì thậm chí có người nằm ở tầng sinh môn, có khi nó lại lạc đến mạc treo ví dụ như thế, hoặc là có người nó lại nằm ở trong thân của tử cung vân vân, thì tùy theo cái khối đấy nó cũng có thể gây ra những cái triệu chứng khác nhau nhá. Thế Thế và để lúc nếu nào thực thì sự khó uống chịu vào thì nó ấy không tăng giảm cái gì thì ấy được không? Điều chỉnh cho tết được không chị? nó tùy theo cái khối lạc cũng như là cái vị trí mà lạc để mà chỉ định là điều trị nội khoa hay là phải điều trị ngoại khoa nhá. Cái đấy thì em lại phải đưa vợ đến bác sĩ sản khoa người ta mới có thể chẩn đoán được và người ta sẽ quyết định là sẽ xử lý như thế nào nếu đúng là như thế nhá. Thế cứ lúc Thì nào em đau chuẩn bị đau thì đi. Ừ. hỏi một câu là trên mạng em thấy vào tức như tôn nữ ấy là cái đào thi ấy thì bảo là tăng vòng một thế này dạ tăng nội tiết là cái gì nó có ấy rồi cũng thì có tốt không thì chị nhỉ? Chị thì không phải là nhà sản xuất của cái thuốc đấy mà chị cũng không, nhưng mà thông thường chị biết thì nếu mà theo như là Tây y ấy, thì cái kích thước của cái vòng một của mỗi người là nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Ví dụ như là nó phụ thuộc vào từng người thì nó có những cái đặc điểm, mỗi người nó có một cái đặc điểm riêng về cái kích thước của vòng một đấy, về trọng lượng, về kích thước, về màu sắc
vân vân. Thế và cái kích thước đấy nó sẽ thay đổi theo thời gian, thay đổi theo việc mình nuôi con, cho con bú bằng sữa mẹ, vân vân. Chứ còn nếu mà chỉ dùng cái thuốc đấy mà thay đổi được vòng 1 thì chị nghĩ là chắc chắn là nó sẽ thay đổi theo nhiều cái khác lắm rồi. Chứ còn lựa chọn cái sản phẩm gì thì phải tốt nhất là phải nghe cũng như là phải có chỉ định của bác sĩ thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều nha. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Chúng tôi cũng xin chúc hai vợ chồng bạn sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình nhé. Cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình ạ.